Tôi nghe Hoài nói vậy, ngẫm nghĩ cũng cảm thấy nó hợp lý, nhưng mà suy xét lâu hơn thì cũng không ổn lắm. Thứ nhất, Ngân đã theo chồng tôi hơn 2 năm nay, cô ta có năng lực, có quan hệ, mưu mô mánh khóe trong việc ký kết hợp đồng. Cái này không phải ai cũng có thể làm được cả. Thứ hai, một phần vì nhà con ta có người làm trong bộ máy của thành phố, nói gì thì nói cũng là có cơ cấu, tốt nhất không nên động vào. Thở dài, tôi vì không muốn Hoài nghi ngờ tình cảm của mình với Dũng nên nói để chiều anh ấy về, chị hỏi anh ấy xem sao, anh ấy có biết chuyện thư ký cầm điện thoại không? Ừ, cứ bảo thẳng với anh ấy cũng được, để cho anh ấy chấn chỉnh lại nhân viên của mình, không phải nói cái gì cũng nói được. Rồi, tối nay kỷ niệm ngày cưới của Dượng, em mua đồ gì chưa? Em ấy hả? Bình thường như mọi năm, em mua cho bố một bộ ví và thắt lưng, còn dì Hân thì một cái dây chuyền, chứ ngoài ra em chẳng biết gì. Vậy à, thế để chị Tẹo cũng đi xem quà xem sao, thời gian gấp quá chị sợ không làm họ hài lòng. Nói chuyện một lúc, tôi với Hoài lại quay trở về phòng, tiếp tục làm nốt công việc còn dang dở. Đến chiều, tôi xin nghỉ sớm hơn 2 tiếng, đi đến hiệu vàng bạc đá quý mà Hoài chỉ, mua lấy một bộ vòng tay bằng ngọc xanh hợp với phong thủy của mẹ chồng và Dượng chồng. Thật ra tôi cũng không mê tín, nhưng mà người già họ vẫn cẩn thận lắm, nên thôi sống đầu theo đó, miễn là giữ được hòa khí hòa bình trong nhà là được. Thanh toán xong, nhìn đồng hồ tôi đang định đi về nhà chồng để phụ nấu cơm thì đột nhiên bản thân lại nhận được điện thoại từ trại giam gọi đến báo rằng bố tôi vì ẩu đả với người khác đang nằm trong viện gãy xương. Nghe như vậy, toàn thân tôi run rẩy, luống cuống gật đầu như gà mổ thóc, tức tốc gọi taxi đi về Ninh Bình. Suốt mấy tiếng đồng hồ, bản thân như ngồi trên đống lửa, nước mắt chảy thành dòng, nhìn thê lương đến nỗi tài xế cũng xót xa thay cho tôi khuyên bảo: "Cô à, tôi không biết cô gặp phải chuyện gì, nhưng mà cô đừng gục ngã lúc này, phải mạnh mẽ lên." Tôi... Ngày trước tôi đang đi lái xe thì nhận được điện thoại của bệnh viện nói vợ tôi gặp tai nạn, mà khi ấy cô còn mang bầu nữa. Tôi cũng hoảng như cô bây giờ nên cuống quýt cả lên, mất hết lý trí. "Vâng, nhưng ông trời có mắt cô ạ, sống tốt nhất định trời xanh sẽ an bài." Người lái xe taxi an ủi tôi rồi tiếp cả quãng đường không nói thêm câu gì nữa. Sau hơn 2 tiếng, tôi có mặt ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Người giám đốc trại giam của bố tôi biết tôi đến nên chạy xuống tận nơi đón tôi, vừa đi vừa nói: "Tạm thời, bố cô đã được các bác sĩ cấp cứu băng bó cho rồi, có điều đường huyết hơi cao nên phải theo dõi." "Dạ vâng, em mong cán bộ để ý đến bố giúp em nhiều hơn." "Chúng tôi biết rồi, đó là trách nhiệm của chúng tôi." "Mà cán bộ có thể cho em biết lý do vì sao bố em lại ẩu đả với người khác không ạ?" "Cái này tôi cũng chưa nắm bắt được, có gì chúng tôi sẽ điều tra rồi thông báo cho cô sau nhé." "Dạ vâng, vậy em nhờ và hết ở cán bộ ạ." "Được rồi, bây giờ cô vào thăm bố cô đi, hôm nay chúng tôi châm trước để cô được ở gần bố một đêm, hai người có chuyện gì tâm sự thì cứ tâm sự nhé." "Dạ." Tôi gật đầu với vị giám đốc công an ấy, sau đó đẩy cửa bước vào phòng. Lúc này bố của tôi đã được băng bó vai, mấy vết xước cũng thế, nhưng mà nét mặt lại mang theo đầy mệt mỏi u sầu. Tôi ngồi bên cạnh bố, nắm lấy bàn tay đang được truyền nước của ông, cả người gục xuống đấy mệt mỏi. Mệt lắm, chỉ ước gì bản thân có thể ngủ một giấc thật sâu, rồi tỉnh lại phát hiện tất cả hóa ra chỉ là một giấc mơ dài mà thôi. Nước mắt lại chảy ra, tôi bắt đầu khóc, cả người run lên từng hồi, và rồi có một bàn tay giơ ra đặt lên đầu tôi xoa nhẹ, thều thào nói: "Đừng khóc, con gái phải mạnh mẽ lên." Tôi ngẩng đầu thấy bố đã tỉnh, cả người khẩn trương hỏi ông: "Bố tỉnh rồi, bố có sao không? Có đau chỗ nào không ạ? Để con gọi bác sĩ cho bố nhé." "Bố không sao, con đến từ bao giờ thế? Tối rồi, con chạy sang đây làm gì?" "Con nghe tin bố bị đi viện nên là con sang." "Bố xin lỗi, bố làm con khổ rồi." "Con không sao, con có khổ gì đâu chứ. Bố nhìn con mà xem, béo tốt trắng trẻo, sao mà khổ." Tôi cười khỉ để yên lòng, nào ngờ hôm nay ông chẳng như ngày thường, đôi mắt vẫn nhìn tôi đau đớn, ngón tay run run ôm lấy gò má của tôi. "Nguyệt, thằng Dũng đối với con có tốt không? Nó có đánh con không?" "Bố nói gì thế? Con với anh ta thì có cái gì chứ? Bố biết hết rồi, đừng giấu bố." "Con..." "Bố biết,
Còn vì bố mà đồng ý lấy nó, bố cũng biết nó là con trai của Xuyên, người bạn xấu số của bố. Bố biết, biết hết rồi, tất cả mọi chuyện đều từ bố mà ra, để bây giờ con khổ như thế này. Bố tôi vừa nói vừa khóc, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố tôi gục ngã và yếu ớt như vậy. Kể cả khi bố tôi bị bắt, bị tuyên án, bố cũng không như bây giờ. Tôi không biết là ai nói với bố về việc tôi lấy Dũng, tôi cũng không hỏi. Vì tôi biết có hỏi bố cũng không nói đâu, nên tôi đành tát nước theo mưa. Bố đừng lo, con với anh Dũng rất tốt, bố không thấy sao, con đâu có làm sao đâu, anh ấy chăm sóc cho con lắm bố ạ. Nguyệt, con với thằng Dũng không hề yêu nhau, con đừng dại dột vì bố mà ràng buộc cả đời mình bên nó. Con cũng đừng có suy nghĩ trả thù làm gì. Bỏ hết tất cả đi con, kể cả là Hạ Hoàng, trả nó về với người chủ thật sự của nó. Bố. Ngày đó, bố với bố của Dũng cùng nhau ra trường, cùng nhau đi làm, cùng nhau lập nghiệp. Chúng ta là bạn thân của nhau nên cái gì cũng đối với nhau rất tốt. Sau này, khi công ty phát triển, những cuộc liên hoan diễn ra nhiều hơn, chúng ta vì mối quan hệ nên không thể bỏ. Nhưng số phận trớ trêu, đêm hôm ấy vì uống nhiều nên gặp tai nạn, bố của Dũng mất ngay tại chỗ, còn bố thì may mắn hơn, chỉ bị gãy tay chảy xước. Bố, sau khi ra viện, bố lao đầu vào chèo lái công ty. Vốn dĩ bố muốn trả lại 70% cổ phần cho vợ của Xuyên, nhưng một khắc lòng tham nổi lên, bố đã chiếm đoạt lấy nó, biến nó thành của riêng mình, chỉ để cho mẹ con của Dũng một số tiền để họ trang trải cuộc sống. Bố đừng nói nữa. Bố cứ nghĩ mình làm mọi chuyện như vậy sẽ không ai biết, nhưng mà trời cao có mắt con ạ, bố gây nhiều tội lỗi. Bây giờ con trai của cậu ấy trở lại trả thù, lấy lại mọi thứ cũng là đúng thôi con. Chuyện qua rồi, bố đừng nghĩ nữa. Bây giờ bố chỉ cần dưỡng lại sức khỏe, rồi cải tạo thật tốt, để sớm ngày được đặc xá thôi. Nhanh lắm, còn vài năm nữa là con với bố lại được ở gần nhau rồi. Tôi an ủi bố. Tuy nhiên bố vẫn không để tâm đến, chỉ một mực cầm chặt lấy tay tôi nghẹn ngào. Nguyệt, bỏ Hạ Hoàng đi con, rời khỏi thằng Dũng đi con, đừng vì bố mà gạt bỏ tương lai của mình con ạ. Bố, con không sao đâu. Bố biết thằng Dũng nó ghét nhà mình, ghét cả con, nên làm gì có chuyện nó yêu con chứ. Nó giữ con bên cạnh để hạ nhục con, bắt con phải thay bố trả giá. Còn bảo là không mà. Bố, bố ngủ đi, bố kích động không tốt đâu. Tôi ra sức khuyên bố, phải cố gắng lắm, ông mới chấp nhận ăn rồi đi ngủ. Lúc này tôi cũng mới có thời gian ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ tối. Chợt nhớ đến bữa tiệc ở nhà chồng, tôi lắc đầu thật mạnh mò mẫm điện thoại ở trong túi, thế nhưng nó lại hết pin từ bao giờ rồi. Cũng chẳng biết là chồng tôi có gọi không, rồi gia đình nhà chồng tôi có ai liên lạc hay không nữa. Cất điện thoại trở về chỗ cũ, tôi mở cửa bước ra ngoài. Dưới sân bệnh viện đã gần như vắng lặng, chỉ còn lại ánh điện heo hắt. Tôi lững thững bước đi trên lối nhỏ của vườn hoa, sau đó chậm chậm ngồi xuống ghế đá, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, đôi mắt cay cay. Ngày trước tôi không tin lời của Dũng nói, nên vẫn đau đáu trong lòng việc muốn lấy lại Hạ Hoàng. Nhưng bây giờ, khi nghe tận tai bố thú nhận tất cả, tôi lại chênh vênh, không nghĩ được cái gì. Hạ Hoàng, ngay từ đầu, nó thuộc về gia đình của Dũng. Bố tôi là nhân cơ hội biến nó thành của mình. Bây giờ, vật về với chủ, có lẽ tôi cũng nên học cách chấp nhận sự thật ấy, buông bỏ để không phải phiền muộn nữa. Có lẽ tôi nên nghe bố, nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Chỉ là sao nghĩ đến việc rời khỏi anh, tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu như thế này. Tôi ở với bố một đêm, đến trưa hôm nay mới lại bắt xe quay trở về Hà Nội. Tuy nhiên, lần này khác hẳn như mọi lần trước, bởi vì lòng tôi mang theo rất nhiều trầm tư nặng nề. Thật chỉ muốn bỏ hết tất cả, vùi đầu vào trong chăn, ngủ một giấc ngon lành. Tôi không trở về nhà mà đi thẳng đến công ty làm việc. Có lẽ là vì sắc mặt không được tốt lắm nên mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, hỏi han đủ thứ. Chị Nguyệt, chị làm sao đấy? Sao này nhìn chị ủ rũ mất sức sống vậy? Chị ốm à? Tôi không sao, gặp phải chút chuyện thôi, lát là ổn. Chuyện gì mà khiến cho chị thành ra như thế này? Nếu mà mệt quá thì xuống phòng y tế nằm đi, đừng có cố làm. Đúng rồi đấy, mệt quá thì xuống đó hoặc là xin nghỉ về nhà. Chứ em sợ chị cố làm, chị gục xuống đó. Tôi biết rồi.
Miệng nói thì vậy, nhưng tôi cũng chẳng về mà lôi điện thoại ra sạc. Lát sau máy mở, điện thoại tôi nhảy lên rất nhiều tin nhắn và tin thông báo của gọi nhỡ, có của mẹ chồng, có của chồng tôi, có của Châu, có của Hoài. Tối hôm qua là ngày kỷ niệm ngày cưới của mẹ chồng tôi và Dượng chồng. Đáng lý ra, phận làm con dâu như tôi không được phép vắng mặt. Ấy vậy mà, tôi không những không đến mà đến điện thoại cũng không liên lạc được, cả đêm không về. Chỉ cần một màn như này thôi cũng đủ cho mẹ chồng tôi đức điên lên rồi. Bây giờ bà mà gặp tôi thì cũng chửi cho tôi te tua cho mà xem. Nghĩ đến điều ấy, tôi càng cảm thấy mệt mỏi hơn, đầu đau như có ai đánh vào vậy. Tôi ngả người ra bàn làm việc, suy nghĩ một hồi, biết mình không thể nào trốn tránh được, nên lại chị Linh xin nghỉ phép, sau đấy ra ngoài, chạy xe về nhà mẹ chồng. Lúc này mẹ chồng tôi đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Tôi cắn môi, xách giỏ hoa quả đi vào, mấp máy với bà. Mẹ, mẹ chồng tôi quay đầu nhìn, quả nhiên như tôi nghĩ, bà nguýt tôi một cái thật dài, mỉa mai. Không dám, tôi không nhận nổi cái từ mẹ này của cô. Mẹ, con xin lỗi mẹ về việc vắng mặt tối hôm qua. Con hôm qua con có việc đột xuất cho nên là... Thì tôi bảo rồi, tôi có dám ý kiến gì về cô đâu. Chuyện của cô còn quan trọng hơn chuyện kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ chồng. Tôi hiểu. Con xin lỗi mẹ. À, hôm qua con có mua quà cho mẹ với Dượng. Mẹ với Dượng thử xem có hợp không ạ. Con thấy bà chủ ở đó bảo rằng da mẹ trắng đeo chiếc vòng ngọc bích này nổi bật lắm đấy ạ. Chưa kể, nó còn hợp phong thủy với mẹ, giúp cho mẹ điều hòa được sức khỏe, giấc ngủ ngon, tinh thần thoải mái đấy ạ. Cô giờ cũng vằn vẻ gớm nhỉ, tưởng mấy cái vòng rách mà có thể qua mặt được tôi à, đừng có mơ nhé. Con không có ý đó đâu mẹ, con chỉ là có tấm lòng nhỏ tặng hai người. Tôi biết mẹ chồng không vui, mà bị mẹ chồng chửi thế này tôi cũng không vui nổi. Nhưng mà phận làm con nên đành nhịn xuống, coi như là để bà phát tiết vậy. Nhưng tôi không ngờ mẹ chồng tôi lại tức đến nỗi cầm lấy hộp vòng của tôi ném ra ngoài cửa, nghiến răng quát to hơn: mang mấy cái thứ đồ bẩn thỉu này của cô về, tôi đây không cần. Tôi nói cho cô biết, thằng Dũng nhà tôi nó ngu mới dây vào cô, chứ loại như cô không bao giờ, mãi mãi không xứng được với nó đâu nhé. Hôm qua tôi đã nghe lời nó bỏ qua hết, gọi điện cho cô bảo cô tối về, nhưng cô lại phớt lờ, không thèm coi trọng, mất tích luôn một đêm, không thèm báo với ai, để cả nhà phải đợi. Mẹ, con hôm qua là có chút việc bận thật, nên là con mới không về được. Từ nay về sau, việc của cái nhà này chỉ cần cái Hoài và thằng Dũng, loại người như cô đừng có đến đây làm tôi ngứa mắt thêm. Con, mẹ chồng tôi lần này tức giận thật sự, bà chửi tôi không thương tiếc, chửi lớn đến nỗi người làm cũng rén, không dám bước ra, không dám to nhỏ bàn tán. Đúng lúc không biết làm thế nào thì đột nhiên lúc này Dũng lại từ bên ngoài bước đến. Anh nhìn hộp vòng mẹ chồng tôi đáp xuống dưới đất, vẻ mặt trầm lặng, đôi lông mày nhíu chặt, mất vài giây lưỡng lự cũng cúi người xuống nhặt lên, hướng đến mẹ chồng tôi hỏi: nhà có chuyện gì mà mẹ ầm ĩ đến nỗi ném hết đồ đạc như thế này? Anh còn hỏi tôi, không phải là cô vợ quý hóa của anh làm tôi tức điên lên à? Nguyệt làm gì mẹ sao? Làm gì? Nó chỉ còn thiếu nước ngồi lên đầu tôi rồi thôi. Không, nó ngồi lên bàn thờ cái nhà này ấy, ngồi chỉ đạo cho tất cả phải nghe theo nó. Mẹ, mẹ hơi nặng lời với vợ của con rồi đấy. Có chuyện gì mẹ nói nhẹ nhàng với cô ấy không được à? Nhà đâu phải chỉ có mình mẹ, còn đầy người làm kìa. Anh lúc nào cũng bênh nó. Tôi nuôi anh đúng tốn công tốn sức, để giờ anh đi bênh kẻ khác máu tành lòng, cãi lại mẹ anh chèm chèm. Mẹ, bây giờ giống mấy cái bà mẹ chồng chanh chua trên tivi rồi đấy. Anh, con đưa cô ấy về trước, có chuyện gì để hôm sau nói đi. Trước những lời cằn nhằn của mẹ mình, chồng tôi bỏ ngoài tai hết, hướng đến tôi nói: chào mẹ đi rồi về. Tôi luống cuống cũng hiểu là anh giải vây cho mình nên gật đầu chào mẹ chồng một cái rồi theo Dũng đi ra ngoài, chạy xe về nhà. Lúc về đến nơi, Dũng đã ngồi yên vị trên ghế của phòng khách. Tôi biết bây giờ anh cũng cần một câu giải thích cho việc tối ngày hôm qua, nên liền đi lại nói: cảm ơn anh. Ừ, Dũng gật đầu, tuy chỉ ừ một tiếng, nhưng đôi mắt lúc này đều tập trung lên người của tôi chờ đợi. Tôi biết anh cũng đang cần câu trả lời, nên siết chặt ngón tay, qua một lúc mới nói: hôm qua tôi sang Ninh Bình với bố tôi.
Bình thường em hay đi vào cuối tuần, sao tối qua lại sang? Có chuyện? Ừ, bố tôi ẩu đả với người khác bị gãy xương, thêm nữa đường huyết lên cao, phải cấp cứu gấp. Ừ, thế ông ấy đỡ chưa? Đỡ rồi. Ừ. Dũng hận bố của tôi biết, nên cũng chẳng trách thái độ của anh. Trước kia, vì chưa được nghe từ bố một lời giải thích tường tận, nên tôi không dám chắc đến ân oán với anh. Nhưng mà bây giờ, khi biết tất cả, tôi muốn thay bố nói một lời xin lỗi với Dũng và khẳng định với anh rằng bố tôi không làm thế. Nghĩ đến điều ấy, tôi càng khẩn trương hơn, chần chừ rất lâu mới lên tiếng. Tôi còn chuyện này nữa muốn nói. Em nói đi. Hôm qua, bố tôi đã kể với tôi về tất cả mọi chuyện rồi. Chuyện bố tôi cướp trắng Hạ Hoàng là thật. Tôi không có gì để bênh ông ấy cả. Nhưng mà chuyện anh bảo bố tôi hại chết bố anh, bố tôi không làm. Không làm? Em tin lời bố em? Tôi tin. Bố tôi nói đêm hôm ấy hai người đó uống rượu say, bố anh cầm lái nên đi đâm phải giải phân cách ở sườn núi. Bố anh không may mất tại chỗ, còn bố tôi trời phù hộ nên chỉ bị gãy xương. Bố em đúng là giỏi thật đấy, diễn một màn mùi mẫn qua mặt con gái để biến mình thành kẻ vô tội. Ông ấy không thấy bản thân quá ghê tởm à? Anh, đi tắm đi, tôi đi nấu cơm. Nhưng mà tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện. Thấy Dũng cũng có ý định không muốn nhắc đến chuyện của bố, tôi nóng ruột, vội chạy đến trước mặt của anh, nhìn anh bằng ánh mắt thành khẩn. Về chuyện của bố tôi muốn anh giúp bố tôi có một công việc nhẹ nhàng hơn. Ông ấy già yếu rồi, nếu cứ đi vác đá, xẻ đá như vậy, chẳng mấy càng giảm sức khỏe. Em đang ra điều kiện với tôi. Chúng ta là vợ chồng, tôi muốn trao đổi với anh. Anh giúp tôi đáp ứng anh. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần anh giúp tôi về chuyện của bố. Ông ấy liệu có biết những thứ ông ấy có bây giờ đều đánh đổi từ con gái ông ấy mà ra không? Tôi, rốt cuộc anh có đồng ý hay không? Để nói sau, tôi không phải là ông trời nên em đừng nghĩ cái gì tôi cũng có thể làm được. Anh chắc chắn làm được. Tôi có thể coi như đây là một lời khen. Nói xong, Dũng lướt qua tôi đi vào bếp. Bữa cơm hôm đó, tôi không biết anh làm như thế nào, nhưng mà tôi thật sự không hề thấy ngon miệng, nuốt cái gì cũng chẳng trôi được, đắng ngắt. Ăn xong, anh đi vào thư phòng làm việc, còn tôi ủ rũ ngồi trên giường, mắt nhìn ra bên ngoài đầy mệt mỏi. Một lát, tôi lấy máy nhắn cho Châu hỏi cô ấy, hôm nọ ai đưa cậu về? Rất nhanh Châu trả lời, ông chủ quán bar, cái anh chàng mà đợt ấy đến làm quen với cậu đó. Anh ta có làm gì cậu không? Làm gì là làm gì? Không, mình hỏi vậy thôi, không có gì. Lại có chuyện sao? Nói mình nghe xem. Ừ, có chút chuyện. Gặp nhau không? Không có tâm trạng nữa, bây giờ cái gì cũng rối như tơ vò. Nếu kể ra được thì kể đi, kể ra sẽ nhẹ lòng hơn. Nghe Châu nói vậy, tôi cũng chẳng cố gồng mình làm gì, kể hết cho cô ấy nghe tất cả mọi chuyện, từ việc bố tôi bị ẩu đả, đến việc mẹ chồng, đến chồng tôi. Cô ấy yên lặng lắng nghe, sau đó rồi nói, vậy bây giờ cậu định như thế nào? Không biết. Sao lại không biết? Cậu phải có một dự định cho tương lai của mình chứ, chẳng nhẽ cứ chịu đựng như vậy à? Nguyệt, cậu đừng bất cần đời như thế. Mình không biết thật mà, ngày trước mình luôn ghét anh ta, chỉ muốn ly hôn, muốn anh ta buông tha cho mình. Nhưng mà bây giờ mình lại làm sao? Cứ nghĩ đến chuyện rời xa lại cảm thấy bản thân có chút không đành. Không đành? Nguyệt, cậu thích chồng cậu rồi à, đúng không? Thích cái gì? Bọn mình làm sao có thể thích nhau được? Vậy giờ nghe mình hỏi đây, phải trả lời thật, biết chưa? Ừ. Khi nghĩ đến việc anh ta đi với thư ký, cậu như thế nào? Có bực bội không? Có thấy trống rỗng trong lòng không? Một chút. Nghĩ đến chuyện ly hôn, cậu cũng không nỡ. Ừ, thế thì đúng rồi, cậu thật sự thích anh ta rồi. Vì thích nên bây giờ cậu mới phân vân lưỡng lự, nói luyền thuyền. Đọc mấy câu ấy của Châu, tôi phản bác luôn, sau đó ném điện thoại xuống giường, chùm chăn muốn đi ngủ. Chỉ là tôi lại không thể ngờ được rằng mấy lời tôi cho là vớ vẩn kia lại thật sự ảnh hưởng đến tôi. Thích sao? Thích Dũng. Tôi thích anh. Làm sao có thể cơ chứ? Bọn tôi đến với nhau, ràng buộc nhau cũng chỉ vì hận thù, trao đổi. Suốt thời gian ấy, anh với tôi lúc nào cũng gây gổ, lúc nào cũng dành cho nhau những lời miệt thị đến đau lòng. Anh hận nhà tôi hận anh, hận nhau đến chán ghét nhìn mặt nhau.
mà lại thích sao? Đích thị là Châu nói sai rồi, sai thật rồi. Tự nhủ lòng mình như thế, tôi quyết định gạt phát hết mọi suy tư ra khỏi đầu, nhắm mắt đi ngủ. Có điều đến nửa đêm, cả người lại thấy nóng bừng bừng, cổ họng đau rát, mí mắt nặng trĩu, muốn mở ra nhưng lại không tài nào mở nổi. Tôi biết mình sốt rồi, sốt cao dẫn đến mê man là đằng khác. Bây giờ tôi phải tỉnh để lấy thuốc uống, như vậy thì mới đỡ được. Thế nhưng tất cả đều vô dụng, cơn đau ngày một hành hạ. Khi tôi không biết mình phải làm như thế nào thì bất chợt trên trán có một bàn tay mắt lạnh đặt lên, sau đó là giọng nói có phần hơi gấp. Em sốt rồi. Ừ, để tôi lấy thuốc cho em uống. Tôi không nhìn rõ được biểu cảm của Dũng như nào, chỉ biết anh chăm sóc tôi cả đêm, lúc thì lấy thuốc, lúc thì thay khăn lạnh, lúc thì lấy nước cho tôi. Cứ như vậy cả một đêm kéo dài, đều không bỏ mặc. Mê man đến tận trưa hôm sau, tôi mới tỉnh lại. Việc đầu tiên tôi phát hiện là mình vẫn ở trong căn phòng của mình, quần áo trên người được thay sang một bộ khác, không có cảm giác dính dính của mồ hôi để lại. Ngó nghiêng xung quanh, tôi vén chăn ngồi dậy, định bụng ra ngoài thì lúc này chồng tôi cũng bước từ ngoài vào. Thấy tôi, anh hỏi, đã đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi, mà anh không đi làm à? Không, hôm nay không đi, làm ở nhà được rồi. Ừ, dậy đánh răng rửa mặt đi, tôi lấy cháo cho em. Anh nấu à? Hôm nay thích ăn cháo nên tiện nấu luôn. Trước câu hỏi của tôi, Dũng bình thản trả lời như không, chẳng để lộ ra cảm xúc nào cả. Mà tôi thì lại càng cảm thấy khó hiểu, bởi vì trước nay chồng tôi nào có thích ăn cháo mấy, người thích là tôi cơ mà. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ tôi cũng chẳng hỏi. Dù sao thì lúc ốm sắp chết mà anh không bỏ mặc tôi, chỉ như vậy thôi cũng là được rồi. Chí ít anh đối với tôi còn có chút tình người, không bỏ mặc để tôi chết hẳn. Thế là buổi trưa hôm ấy, tôi với Dũng cùng nhau ở nhà, anh làm việc, tôi ngồi xem tivi. Bầu không khí khác hẳn so với ngày thường, không hề có cãi vã hay khích bác. Qua một lúc, đột nhiên nhớ lại chuyện Ngân nghe máy của anh, tôi liền nói, hôm qua tôi có gọi cho anh nhưng thư ký của anh nghe máy. Sao thế? Anh không biết thật à? Hôm qua tôi bận gặp đối tác, không để ý điện thoại. Ừ, tôi cũng chỉ muốn thông báo cho anh là cùng về ăn nhà mẹ anh, nhưng không thấy anh nói gì cả. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Không cần, lần sau tôi cũng sẽ không gọi nữa, bởi vì tôi không muốn lại thấy thư ký của anh nghe điện thoại của tôi, rồi tôi lại nghe cô ta công kích. Em ghen? Tôi sao phải ghen? Với tôi, anh có đi với ai cũng vậy thôi, tôi đâu có quan tâm, tôi chỉ cần anh thực hiện đúng điều kiện của tôi mà thôi. Tôi nói được, làm được. Những ngày sau đó, bản thân thật sự không liên lạc với Dũng nữa, trừ những công việc cần phải mang lên báo cáo. Có những hôm anh nhắn tin bảo tôi cũng chỉ đọc xong rồi không trả lời, coi như là không tồn tại. Hôm nay cũng vậy, vừa đi gặp đối tác về, tôi đã nghe thấy mọi người bàn tán với nhau. Này, sếp với bà Ngân lại đi công tác với nhau rồi đấy. Thì trước giờ vẫn vậy, có gì khác gì đâu. Lần này đi công tác bên Mỹ, thấy bảo là tận một tháng ấy. Một tháng bên Mỹ, cái gì cần có cũng có luôn rồi. Khi về còn cưới nhau cũng nên. Chưa biết được, người như sếp đẩy gái theo, có khi sếp cặp với bà ta vậy thôi, chứ để mà lấy thì không đâu. Chẳng ai muốn vợ mình lẳng lơ mưu mô như vậy. Chưa biết được đâu, công nhận bà này xấu tính thật, nhưng xét về kinh nghiệm làm việc lại rất tốt, có thể cùng với sếp đồng hành. Mà người thành công họ hay cần những bà vợ như vậy. Liễu nói một tràng rất dài, xong đột nhiên cô ấy quay sang tôi hỏi, Nguyệt, cô thấy tôi nói có đúng không? Ừ, đúng, không sai. Thế cô bảo sao, sếp với cái cô thư ký kia có nên duyên không? Ai mà biết được, hỏi câu khó thế cũng hỏi. Tôi thì không muốn, bà ta mà lên làm bà chủ thật thì cái phòng này khối người bị bà ta đỉ cho sống dở chết dở. Mà kể cũng lạ, chẳng hiểu sếp mắt nhìn kiểu gì mà lại đi nhìn trúng cái bà Ngân ấy, sao không nhìn sang phó phòng Nguyệt của chúng ta nhỉ? Này này, đừng có nói lung tung nhé. Thấy cuộc sống của tôi chưa đủ vất vả hay sao mà còn muốn thêm dầu vào lửa? Nói thật mà, kinh nghiệm của cô cũng không thua kém gì, đã vậy còn xinh hơn. Thôi thôi xin, đừng lôi tôi vào rắc rối vồ bổ này nữa. Sếp yêu ai là việc của sếp, mình là nhân viên mà cứ lo hộ người ta thế. Tôi cười cười, Kích Thủy chạy lại nói tiếp, mà chị Nguyệt này,
tối nay chị rảnh không? Làm gì? Em muốn nhờ chị giúp em mua mấy bộ quần áo. Chị đi cùng em nhé. Em thấy chị phối đồ đẹp dã man. Tối nay à? Muộn lắm không? Không muộn lắm đâu, một tí thôi. Ừ, hôm nay Dũng đi công tác, tôi cũng được tự do nên ngẫm nghĩ một hồi cũng đồng ý với Thủy. Thế là tối hôm ấy sau khi ăn xong, tôi với con bé hẹn nhau ở cổng Vincom, rồi cùng với nhau đi vào trung tâm thương mại chọn đồ, rồi chọn mỹ phẩm. Đến khi xong xuôi, con bé lại rủ tôi đi ăn, tôi từ chối không được nên đành lắc đầu, đồng ý để nó dẫn mình đi đâu thì dẫn. Thế nhưng ai ngờ được rằng khi nó kéo tôi về một phía bàn thì tôi lại chạm mặt với Hùng. Lúc ấy tôi không hiểu chuyện gì xảy ra thì cách Thủy hào sảng nói: "Chị Nguyệt, đây là anh Hùng, anh họ của em, cái anh mà em bảo giới thiệu cho chị ấy." Tôi cười trừ, không biết nói gì cả, cũng không dám quay người bỏ đi, thành ra cứ đứng im như pho tượng. Cuối cùng vẫn là Hùng lên tiếng: "Không ngờ em với Thủy lại làm cùng nhau, hai người ngồi đi." "Ơ, thế ra là anh quen chị Nguyệt à?" "Ừ, bọn anh có quen nhau." "Thế thì tốt quá còn gì. Em bảo anh này, chị Nguyệt ấy á, xinh nhất công ty em luôn, lại giỏi giang nữa. Anh mà tán được chị ấy là sau này em gái anh cũng được thơm lây." "Chỉ sợ chị Nguyệt không thích anh của em thôi, chứ anh đối với Nguyệt luôn có sự cảm kích." Hùng lấp lửng, đôi mắt nhìn tôi đầy ấm áp. Tôi không dám đối diện với nó nên chỉ có thể cúi đầu xuống từ chối. "Anh cứ nói đùa như vậy, Thủy tưởng thật đấy." "Anh nói thật." "Hùng vẫn thế, anh ấy vẫn luôn dành cho tôi những tình cảm chân thành, vẫn luôn chờ đợi dù cho tôi đã bỏ mặc. Tiếc là người như tôi thật sự không có xứng đáng với anh, dù bây giờ hay sau này vẫn đều không xứng đáng." Ở bên cạnh, cái Thủy nghe anh nói thế thì càng phấn khích hơn, nó rót cho tôi một cốc coca, bắt đầu khen ngợi: "Chị đúng là có sức hút thật đấy. Lúc dẫn chị đi, em còn nơm nớp lo sợ, ông anh này của em cư xử thô lỗ, làm con gái người ta phật ý cơ. Không ngờ hai anh chị lại quen biết nhau từ trước, đó là nhân duyên ý chị. Mà đã là nhân duyên thì phải nắm bắt, đừng có bỏ lỡ." "Anh Hùng trêu đấy, em đừng có tin." "Ơ, chị chê anh em à?" "Không phải chê, chẳng qua tôi có chồng rồi, yêu đương cái gì nữa." Cái Thủy nghe tôi nói thế, mắt mở lớn miệng lắp bắp: Chị lấy chồng rồi á? Sao thế, ngạc nhiên lắm à? Em có thấy chị nói gì đâu?" "Thì có hỏi đâu mà nói, hôm nay cũng đâu có biết là cô đưa tôi đi gặp anh của cô, nếu biết tôi cũng không đi rồi." Tôi cười cười, Thủy ủ rũ mặt mày, quay sang nhìn Hùng: "Chán nhỉ anh nhỉ, chị có chồng rồi, thôi để em tìm cho anh cô khác." "Thôi ăn đi, dù gì cũng đã đến rồi, ăn xong rồi về." "Vâng." Thế rồi ba người chúng tôi cùng nhau ăn uống, rồi cùng nói chuyện như những người bạn. Đến khi ra về, Thủy được bạn trai đón đi tiếp, còn Hùng thì vẫn đứng đấy nhìn tôi thật lâu, không hề có ý định rời đi. Tôi thì lại không muốn để anh hiểu lầm cái gì cả, nên chào anh một câu, sau đó quay người đi về phía thang máy. Chỉ là đúng lúc này phía sau tôi, Hùng lại bất ngờ nói với tôi: "Anh sẽ đợi em ly hôn, anh sẽ mang em trở lại bên cạnh anh một lần nữa." Tôi biết Hùng đối với tôi vẫn còn tình cảm, nhưng mà tôi bây giờ đã là vợ của Dũng rồi. Dù thế nào tôi cũng không cho phép mình biến thành người phụ nữ ngoại tình. Thêm nữa, bây giờ tình cảm của tôi đã bắt đầu thay đổi. Tôi muốn anh ấy yêu người khác, ở bên cạnh người khác, quên đi kẻ bội bạc là tôi. Như vậy tôi mới cảm thấy cái việc mình rời đi nó không ảnh hưởng đến anh quá nhiều. Không quay đầu, tôi tiếp tục bước tiếp đi về phòng của mình ở trên tầng cao nhất. Căn phòng tối om, chẳng có bóng dáng của người đàn ông ấy giống như mọi ngày. Nhưng kỳ lạ một chỗ, lại phảng phất hương Valender dịu nhẹ, khoan khoái vô cùng. Tôi bước lại phía quầy bar, rót cho mình một ly rượu, sau đấy bước lại về phía cửa kính vừa uống, vừa trầm ngâm đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Tôi nghĩ, bây giờ ở bên nước Mỹ xa xôi, chồng tôi đang làm cái gì? Anh có bận lắm không? Công việc có ổn không? Có ngủ được hay không? Và anh với thư ký của anh có ở gần nhau hay không? Nghĩ đến điều ấy, đột nhiên tôi lại cảm thấy lòng nặng trĩu. Tôi liếc chiếc điện thoại, mở Zalo lên, anh vẫn không hoạt động. Từ lúc sang Mỹ đến giờ đều không hoạt động. Khẽ thở dài, tôi nhìn chằm chằm thật lâu vào màn hình,
sau cùng quyết định tắt máy. Thích anh, không được. Tôi không cho phép bản thân mình thích anh, nhất định không được. Và rồi, những ngày sau đó, tôi bắt đầu lao đầu vào công việc nhiều hơn, vừa đi làm, vừa đi học, cốt chủ yếu là muốn cho mình không còn thời gian mà nghĩ về Dũng. Anh đi đâu, anh làm gì, anh ngủ với ai, tôi đều không muốn nghĩ. Tôi phải trở lại là tôi của 3 năm trước, ghét anh cay đắng, hận anh cay đắng. Chỉ có điều tôi lại thật sự bị anh ảnh hưởng quá nhiều, bởi hễ có cái gì liên quan đến anh là tôi lại lắng nghe không rời được. Giống như bây giờ trong phòng, Liễu với cái Thủy cùng mọi người lại bắt đầu bàn tán về anh với Ngân. Ê, biết tin gì chưa? Tin gì? Có thì nói luôn đi còn hỏi. Hôm qua, bà Ngân vừa đăng Facebook với Instagram thấy. Đăng ảnh chụp bà ấy với sếp đi ăn ở một nhà hàng sang trọng bên Mỹ luôn. Còn có bó hoa hồng to ơi là to nữa. Thế cơ á? Ừ, xong còn để caption là chỉ cần như này là đủ. Mẹ kiếp, thế chẳng phải là nói tuẹt ra. Bà ấy được sếp cưng nựng à? Đâu, cho xem nào. Đây, nói không sai đâu. Liễu lôi điện thoại ra cho mọi người xem. Tôi ngồi đó ngó nghiêng được bức ảnh. Tuy mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng mà những ngón tay đã vô thức siết lại rồi. Bởi vì khung cảnh kia thật giống với khung cảnh chồng tôi đăng lên Zalo ngày hôm qua. Thì ra bọn họ hẹn nhau đi ăn, cùng nhau tận hưởng thời gian dành riêng cho mình. Thì ra mối quan hệ của bọn họ đã tốt đến mức công khai luôn rồi, không phải là bóng gió lời đồn nữa. Nếu như vậy, anh còn giữ tôi lại bên cạnh anh để làm cái gì? Nếu anh yêu Ngân, sao anh không bỏ tôi để có thể dễ dàng với nhân tình? Tại sao? Tại sao lại phải hành hạ tôi như thế? Tự dưng tôi lại thấy buồn, thấy hụt hẫng, trống vắng. Tôi không muốn nghe những lời bàn tán này nữa, nên đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, pha cho mình cốc cà phê đen đặc, nhấm môi, uống từng ngụm cho tỉnh táo. Bất chợt Hoài đi đến, con bé nhìn tôi hỏi. Chị buồn à? Không vui đúng không? Là sao? Chuyện của anh Dũng với thư ký đó, chị không vui đúng không? Không phải, chẳng qua tôi gặp chút chuyện nên không được khỏe thôi, không liên quan gì đến chuyện kia cả. Anh Dũng sẽ không yêu bà Ngân đâu. Tôi biết, anh ấy không như vậy, tất cả đều là do cô ta bày trò lên. Vậy chị có yêu anh ấy không? Sao hỏi vậy? Tôi quay đầu nhìn Hoài, con bé hôm nay lạ lắm, không giống cái vẻ nhí nhảnh của ngày thường. Nó trầm lặng bảo tôi. Chị Nguyệt, chị với anh Dũng thật sự không yêu nhau à? Em thấy tình cảm của anh chị nó lạ lắm. Lạ chỗ nào? Em là em anh Dũng thật, nhưng em cũng thương chị, nên nếu mà anh chị không hạnh phúc thì ly hôn đi. Cái gì cơ? Em nói là chị với anh Dũng ly hôn đi. Như vậy chị vừa nhẹ gánh nặng, mà anh ấy cũng không làm chị mệt mỏi được. Hôn nhân thứ cần nhất là tình yêu, mà anh chị không có thì cố ở làm gì? Ai bảo là chúng tôi không yêu nhau, chúng tôi rất tốt. Nếu tình cảm anh chị tốt thì anh ấy cũng không dễ dàng để thư ký bên cạnh tác quái tác quái như vậy. Nếu tốt thì chị cũng sẽ ghen, chứ không phải là bình thản. Rất nhiều lần em thấy chị đối với anh ấy dường như không hề để tâm. Hình như em rất quan tâm đến chuyện vợ chồng tôi, em sốt ruột hơn cả tôi đấy. Chị nói gì vậy? Em chẳng qua là muốn tốt cho chị thôi. Em nhìn thấy chị buồn, em cũng không nỡ. Chưa kể, dì Hân cũng không thích chị, cứ gặp nhau là chửi bới, chị cũng áp lực còn gì. Chuyện mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau là chuyện bình thường. Cái này cần ngày một, ngày hai mới cải thiện được. Vâng, nếu vậy thì em cũng mong chị với dì hòa hợp. Có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ nói như vậy, nên Hoài khựng người, mất một lúc mới bắt máy đáp trả. Tôi nhìn con bé cũng chẳng muốn để bụng những lời nó nói, ném hết ra sau đầu. Ừ nhẹ một cái, rồi lại tiếp tục đi vào làm. Chỉ là kể từ khi nhìn thấy bức ảnh ấy, tâm trạng tôi bị ảnh hưởng thật rồi. Đến tối tôi bức bối, nên hẹn Châu đi ăn ốc. Cô ấy thấy tôi bất cần, thở dài, chớp mắt quan tâm. Nói xem nào, mặt này cứ nặng như chì thế. Không vui, không thấy thoải mái, có một chút bực bội. Lại chuyện liên quan đến chồng à? Ừ, hay, mình bảo cậu rồi, cậu không nghe mình. Cậu thật sự thích anh ta rồi. Cậu thích anh ta nên mới không muốn anh ta gần gũi ai khác. Cậu sẽ khó chịu, sẽ mệt mỏi, sẽ ghen tuông. Nhưng mà bọn mình không thể, vì anh ta không thích mình đâu. Trong cuộc chơi này, cậu thua rồi Nguyệt ạ.
anh ta đang đúng quy tắc, vì anh ta không để mình có tình cảm với cậu. Còn cậu, cậu phạm quy rồi, cậu lại để bản thân xuất hiện tình cảm với anh ta. Mình không thể thích anh ta được, chắc là gần đây tâm trạng không được tốt nên như vậy thôi. Cậu đừng có cố trốn tránh, nếu thích thì đối mặt, nếu không thì hãy dứt khoát tình cảm của mình, đừng để bản thân ủ rũ. Nhìn cậu hôm nay chán đời lắm. Ừ, mình biết rồi. Tôi gật đầu, lại tiếp tục ngồi nhẻ ốc, thỉnh thoảng mắt lại nhìn vào điện thoại giống như chờ đợi một cái điều gì đó, mà dẫu bản thân biết rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Hơn nửa tháng rồi, anh không liên lạc với tôi. Châu thấy tôi như vậy, cô ấy nói tiếp. Mấy hôm trước, mình có gặp anh Hùng. Ừ, anh ấy dường như vẫn còn tình cảm với cậu lắm đấy. Mình đã nói rõ với anh ấy rồi, mình có chồng rồi, không muốn nhắc lại chuyện cũ. Hai, ông ấy bảo sẽ đợi cậu. Ông ấy biết vợ chồng cậu không hạnh phúc nên là hỏi mình, nhờ mình hẹn cậu. Đừng làm thế, nếu muốn tốt cho anh ấy thì để anh ấy quên mình đi. Nhưng mà mình thấy tiếc cho khoảng thời gian của hai người. Có những thứ cứ làm kỷ niệm thì sẽ nhẹ lòng hơn nhiều. Với mình, Hùng là thanh xuân đẹp nhất, mình sẽ giữ mãi điều ấy ở trong tim. Còn để nói mà quay lại thì thật sự không thể nữa rồi. Cho dù mình không được với Dũng thì mình cũng sẽ không quay lại với anh ấy. Suy nghĩ kỹ rồi chứ? Đã rất kỹ rồi và quyết định như vậy. Ừ, thôi ăn đi, không quay lại thì thôi. Cùng nhìn về phía trước, vững vàng đứng lên. Châu dõng dạc tuyên bố. Tôi nhìn cô ấy bật cười theo. Người bạn này lúc nào cũng như thế, luôn luôn đứng về phía tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, vẫn một lòng một dạ. Cuộc đời tôi chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi. Cứ thế chúng tôi cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau tận hưởng cái sự thoải mái, thì bất chợt lúc này có một người đàn ông đi đến ngồi bên cạnh Châu, thản nhiên nhìn cô ấy nói, em định không gặp tôi thật đấy à? Người này tôi biết, chẳng phải là ông chủ quán bar cũng là bạn của Dũng hay sao? Anh ta với Châu là cái quan hệ gì mà lại như kiểu quen nhau như vậy? Tôi nghi hoặc nhìn Châu, cô ấy chột dạ né tránh, xong đáp lại, tôi với anh thì có gì mà gặp? Em định phủi sạch đấy à? Em gái, như thế không có tốt đâu. Anh, tôi cũng đã trả tiền cho anh đừng có được nước lấn tới. Anh ta cười cười rồi quay sang tôi vô tư nói, cho anh mượn bạn em nhé, có chút việc cần giải quyết. Chuyện gì thì cũng có thể nói ở đây, cần gì lôi kéo đi đâu. Em yên tâm, tôi là bạn thân của chồng em, tính cách lương thiện, không phải kẻ xấu xa, nên em không phải lo cho bạn em. Anh, em chịu khó về một mình nhé. Nói xong anh ta kéo Châu đi ra xe luôn, chẳng kịp để cho cô ấy cầu cứu. Tôi nhìn theo họ, đột nhiên lại xuất hiện suy nghĩ, hình như có cái gì đó không ổn. Trước kia cô ấy đâu có quen cái tên chủ quán bar này đâu, nhưng mà hình như từ sau cái đêm được Dũng nhờ đưa về, cô ấy lạ dần hơn, bây giờ thì rõ ràng là có quan hệ mập mờ. Khẽ thở hắt ra một hơi, tôi định đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng chớp mắt chiếc xe đã lao vút đi rồi. Tôi bất lực ngồi xuống ghế, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên chẳng muốn về, thành ra cứ như vậy ngồi lủi thủi một mình. Mãi đến nửa đêm, khi nhiệt độ hạ xuống thấp hơn, dòng người thưa hơn, bản thân mới đứng dậy thanh toán. Lúc về đến nhà, đồng hồ chỉ 12 giờ hơn, căn phòng vẫn vắng tanh vắng lạnh, ngoài sự cô đơn của tôi thì chẳng còn tí cảm xúc nào nữa. Tôi ủ rũ ngồi xuống ghế sofa để mặc bản thân chìm trong bóng tối, đột nhiên lại thèm hút một điếu thuốc, và rồi tôi quay cuồng tìm ở ngăn kéo xem Dũng có để lại bao thuốc nào ở nhà không, thì bất chợt lúc này điện thoại lại báo tin nhắn đến, không phải của Châu, cũng không phải của đồng nghiệp, mà là của chồng tôi. Anh nói với tôi, bản thiết kế được đánh giá cao. Bản thiết kế nào? Tôi lờ ngờ không hiểu, nhắn lại hỏi anh, bản thiết kế nào? Tôi đưa đối tác xem bản thiết kế của em, họ rất hài lòng. Vậy à? Ừ, chúc mừng em. Ừ, việc học đến đâu rồi? Vẫn rất tốt. Cố lên. Giữa tôi và anh luôn luôn xuất hiện những lần nói chuyện cộc lốc như thế này, chẳng mang theo chút tình cảm nào cả. Bình thường, khi nghe anh nói như này, tôi nhất định sẽ tắt máy không trả lời. Nhưng hôm nay, khi tâm trạng đang rối bời, tôi như không còn là chính mình nữa, chần chừ một lúc rồi lại nhắn hỏi anh, chuyến công tác sao rồi? Tốt. Ừ, chúc mừng anh. Tuyết rơi rồi, Texas có tuyết rồi. Ừ,
mùa này nước Mỹ hay có tuyết rơi. Em có thích tuyết không? Có, nhưng cũng mấy năm tôi không có quay trở lại Mỹ rồi. Ngủ sớm đi. Tôi ở nhẹ nhắn thêm một tin nữa cho anh. Chỉ là đến lúc gửi tôi lại lưỡng lự. Tôi tự hỏi bản thân, mày đang làm cái quái gì vậy? Mày với anh ấy không thể đâu, cho nên đừng có quan tâm quá nhiều đến như thế. Đến lúc họ cười vào mặt và thẳng thừng từ chối thì người tổn thương chỉ có mình mày thôi. Chưa kể anh ta lại còn là kẻ thù. Đúng, anh ta là kẻ thù, là người hại tôi mất hết cả. Tôi không được phép có tình cảm với anh. Và rồi cứ như thế, ngày trôi qua ngày, tôi luôn tự nhủ với bản thân, chồng tôi là kẻ thù. Việc tôi làm với anh bây giờ là hận chứ không phải là yêu. Nếu tôi yêu anh là tôi có lỗi với bố, có lỗi với bản thân, có lỗi cả với mẹ của tôi nữa. Chính vì thế phải gạt bỏ anh ta ra cuộc sống của mình, phải gạt. Thế nhưng ý chí nung nấu ấy của tôi mới thực hiện được có vài ngày thì lại bị sụp đổ khi mà Dũng lại về nước sớm hơn dự định. Cuối tuần đó, khi tôi đang vùi đầu vào bàn thiết kế thì Liễu mở cửa chạy ù vào, rồi hớt hải như vừa nhặt được tiền. Này, sếp về rồi đấy, vừa mới gặp ở dưới sảnh xong. Về rồi á? Sao bảo đi một tháng cơ mà, bây giờ mới có 22 ngày. Ai mà biết được, nhưng mà lần này lạ lắm nhé, không thấy bà Ngân đi cùng, chỉ thấy sếp thôi. Chắc là đi sang đó bị Vân mệt quá nên về nhà rồi. Cũng có lý thật. Mà bà ấy về thì chúng ta lại khó sống, mong làm cái gì, tôi chỉ muốn bà ấy đi luôn cho rồi, nhẹ thở hơn bao nhiêu. Cứ ngồi đó mà mơ đi, người ta sắp lên làm vợ sếp rồi, sắp làm bà chủ rồi. Liễu thở dài, những người khác trong phòng cũng không có Quý Ngân như vẻ xu nịnh thường ngày. Nghe thấy vậy, nét mặt cũng ủ rũ hẳn đi. Chỉ có tôi là không buồn vì cô ta trở về, nhưng tôi lại buồn vì cái khác. Rũ ánh mắt xuống, tôi tiếp tục lao đầu vào làm. Đột nhiên chị Linh lại gọi tôi nói, Nguyệt, lên phòng tổng giám đốc đi, sếp cho gọi đấy. Em ấy à, chuyện gì thế? Chắc là về bản thiết kế. Vâng. Tôi không hiểu lý do Dũng gọi tôi lên là có ý gì, nên suốt quãng đường tôi đều chần chừ, bước chân chậm chạp đến vô cùng, mãi cho tới khi đứng trước cửa phòng to lớn, bản thân mới hoàn hồn lại, giơ tay gõ cửa 3 cái, rồi đẩy cửa bước vào. Lúc này, anh đang ngồi ở bàn làm việc ký văn kiện, thấy tôi, động tác cũng ngừng lại, nhìn tôi nói, em ngồi xuống đi. Anh gọi tôi lên đây có chuyện gì à? Ngồi đi. Dũng ra lệnh, tôi càng thấy khó hiểu trước hành động của anh, nhưng cũng chẳng có cãi lại, cẩn thận ngồi xuống. Một lát sau, anh đặt xuống trước mặt tôi một bàn thức ăn, tất cả đều là những món đồ Tây đắt tiền, nói, ăn đi. Ăn? Anh gọi tôi lên là để ăn mấy cái này à? Tôi không muốn ăn, nên em ăn đi. Nhưng mà, hình như cái này là Hoài nó mua cho anh mà. Nói em ăn thì em ăn đi, sao em hỏi nhiều thế nhỉ? Thế tóm lại, em có ăn không? Ăn thì ăn, anh cáu cái gì chứ? Tôi nhăn mày, chẳng hiểu Dũng ăn phải cái bà gì mà nói nặng lời với mình, trong khi mình chẳng làm gì sai cả. Mà ăn thôi, tôi ăn hết, ăn cho anh không còn cái gì để mà ăn luôn. Nghĩ là làm, tôi bắt đầu cầm đũa lên, ăn sạch những đồ được anh bày ra, mồm phồng lên, miệng nhai nhồm ngoàm, tôi ăn cật lực. Chỉ 15 phút là đã giải quyết hết, kể cả nước ngọt. Tôi ăn hết rồi, bây giờ tôi về được rồi chứ? Ngồi im đấy. Anh còn cái gì muốn tôi ăn nốt thì mang nốt ra đây, tôi ăn. Chứ tôi còn nhiều việc lắm, không có thời gian lên đây tán dóc với anh. Ngồi đợi tôi 5 phút, tôi xử lý đống văn kiện này xong đã. Tốt nhất là anh nên nhanh lên. Thế là tôi ngồi đợi anh đúng thêm 5 phút, quả nhiên anh đúng giờ nhìn về phía tôi. Phía bên công ty Mosan đang cần một thiết kế làm các bản vẽ. Em sắp xếp thời gian gia nhập bên đó, vừa học vừa tham khảo, nâng cao sự sáng tạo của mình. Mosan, công ty kiến trúc ở Mỹ. Ừ, đó là một công ty tiềm năng đấy. Em muốn mình giỏi hơn thì ráng học theo cho tốt. Sao lại là tôi mà không phải người khác? Chẳng phải em vẫn muốn lấy lại Hạ Hoàng sao? Tôi đang rèn luyện em, chờ ngày em lật đổ tôi đấy. Trước kia, quả thật tôi đã từng có cái suy nghĩ như vậy, bởi vì tôi cho rằng anh là người cướp Hạ Hoàng của tôi. Thế nhưng sau khi nghe bố tôi thú nhận tất cả, tôi đã không còn nung nấu suy nghĩ ấy nữa rồi. Của anh thì mãi là của anh mà thôi. Trầm lặng mất mấy giây, tôi nâng mắt lên nhìn Dũng mấp máy hỏi. Nếu tôi nói
tôi không muốn lấy lại Hạ Hoàng nữa. Sao? Mới nghe tôi dọa như vậy mà đã rén rồi à? Hai tháng này em đi học đúng nước đổ đầu Việt nhỉ, không cải thiện được tí nào à? Anh... Tôi đã cho họ email của em check mail rồi cố gắng từng ngày, có gì không hiểu tôi sẽ giúp em. Anh đang dạy kẻ thù của anh đấy, anh không sợ nuôi ong tay áo. Tôi không bao giờ làm không công cái gì, đào tạo em thứ tôi nhận được cũng phải làm tôi thỏa mãn. Nói đến đây, Dũng bước lại, thành thục khóa tôi vào lồng ngực của mình, khóe môi nhếch lên. Tôi không dám nhìn vào mắt anh, còn anh thì vô cùng tự nhiên, nhìn tôi thật lâu, tay còn không an phận, rồi còn bỉ ổi nói. Được đấy, ảnh, tối nay có một buổi tiệc, em đi cùng với tôi. Đi cùng anh? Sao lại là tôi? Thư ký của anh đâu? Chẳng phải anh vẫn đi cùng cô ta sao? Nói như nào thì em làm vậy đi, em thắc mắc nhiều như vậy làm gì? Sao lại không? Bây giờ tôi mà đi cùng với anh, há chẳng phải mối quan hệ sẽ bị phanh phui à? Đến lúc ấy, nhiều rắc rối kéo đến tôi gánh không nổi. Chưa kể, tôi với anh sớm muộn cũng ly hôn. Nghe đến hai từ ly hôn, khuôn mặt Dũng tối sầm lại, anh nhìn tôi cảnh cáo. Em muốn ly hôn? Chúng ta đã thỏa thuận. Nếu em không còn muốn quan tâm bố em, thì em cứ việc ly hôn. Đương nhiên, hậu quả như nào, bản thân em tự biết rồi đấy. Anh, đi ra ngoài đi. Tôi không nói lại được. Thêm nữa, Dũng đang tức giận nên tôi quyết định nghe theo anh, đi xuống phòng tiếp tục công việc. Đến tối sau khi tắm giặt xong, đột nhiên anh lại bảo tôi, em lấy giúp tôi bộ quần áo. Dũng là người rất chú ý tới ăn mặc, mỗi bộ quần áo và cà vạt đi kèm luôn để riêng ở mỗi ngăn. Thường ngày, mặc bộ đồ nào anh đều tự chọn, tôi chưa bao giờ phải nhúng tay vào việc đó. Cũng chính vì vậy mà việc anh bất ngờ sai bảo khiến cho tôi cuống quýt chân tay. Thậm chí cà vạt của anh ở chỗ nào, bộ âu phục nào thì hợp với chiếc cà vạt nào, tôi cũng đều không biết. Tôi cầm đại lên một bộ, đó là một chiếc áo màu xám với cà vạt màu xanh. Đôi mắt anh nhìn tôi đã không vui rồi. Sang đến bộ thứ hai, anh lạnh nhạt nói không được. Tôi gần như đầu bốc hỏa, nói với anh nếu bộ tiếp theo anh mà từ chối, tôi nhất định sẽ không đi nữa. Cho nên cuối cùng, anh quyết định đồng ý với một trong những số bộ mà tôi đã chọn và mặc nó lên người. Sau đó, lại ra lệnh cho tôi thắt cà vạt cho anh. Dáng người Dũng rất cao, tôi dù cao 1m7 vẫn phải kiễng chân lên mới quàng được chiếc cà vạt từ phía sau về đằng trước. Lúc đó, tôi chỉ suy nghĩ làm cho nhanh, nhưng ai ngờ anh lại đưa tay gỡ chiếc châm cài xuống. Thế là cả mái tóc tôi cất công làm cả tiếng, lập tức xõa ra, rơi đẩy trên bả vai. Tôi nhíu mày không vui. Anh làm cái gì đấy? Búi như thế trông già lắm mà cũng không đẹp nữa. Hơi thở của anh thoảng mùi thuốc lá, xen lẫn mùi bạc hà lùa qua tóc tôi, khiến cho tôi buồn buồn. Tôi hơi giật mình nhưng mấy giây sau lại cười. Muốn trẻ trung xinh đẹp hả? Vậy thì hãy đi tìm cô thư ký xinh đẹp của anh ấy. Mặc dù cố gắng nhưng tôi vẫn nhận ra mình có đôi chút ghen tuông ẩn chứa. Còn Dũng thì cười cười như không. Em có vẻ rất thích cô ta nên ngày nào cũng nhắc đến vài lần. Tôi chỉ nhắc để anh nhớ thôi. Ừ, Dũng ừ nhẹ. Anh tiếp tục bảo tôi, trong tủ có một chiếc hộp, em cầm ra đây. Hộp gì? Cứ cầm ra. Tôi nghe theo lời anh, quay người, mắt cùng nhìn thấy chiếc hộp hình vuông màu xanh. Dũng mở ra, bên trong đó là một cặp nhẫn. Nhẫn? Lúc kết hôn, chúng tôi không bàn gì đến chuyện này, tôi cũng chẳng đòi hỏi. Bây giờ, anh mua nó là có ý gì? Thấy tôi ngật người ra như mất hồn, Dũng trầm tĩnh bảo, đưa tay đây, tôi đeo cho em. Anh cầm chiếc nhẫn lên, khua khua trước mặt tôi mấy cái, rồi bằng vẻ mặt rất nghiêm túc, kéo bàn tay thon dài của tôi về trước mặt, rồi sau đó đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi. Anh nói, chỉ cần chiếc nhẫn còn thì cuộc hôn nhân còn và em cũng còn. Vì thế từ ngày mai tôi yêu cầu em đeo nó và không được phép tháo xuống. Một yêu cầu đối với thời gian, một khát vọng đối với tình cảm. Anh luôn khẳng định rằng giữa chúng tôi không có sự ràng buộc về tình cảm và cũng đồng ý với tôi rằng hai bên chỉ dùng hôn nhân để bù trừ. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại nhìn thấy trong mắt anh vẻ nghiêm túc mà tôi chưa thấy bao giờ. Rốt cục là anh muốn nói điều gì? Tôi nghe mà không hiểu, nhưng không khí ấm áp trước mắt khiến tôi thấy tim mình đập thình thịch, không nói được gì. Còn chồng tôi, môi anh từ từ lướt xuống, bàn tay siết mỗi lúc một chặt,
Nụ hôn gấp gáp và bất ngờ của anh khiến tôi không sao thở được. Tôi định đưa tay đẩy ngực anh ra, nhưng càng cố thì anh lại càng ghì chặt hơn, cố tránh nhiều lần không được, hơi thở mỗi lúc một nặng nề khó khăn, đến khi tôi gần như sụi lơ, anh mới khản giọng. Thật không thể chờ đợi thêm được nữa. Vì một phút nổi hứng của Dũng mà chúng tôi đã bị muộn trong buổi tiệc, chưa kể chiếc váy màu đen tôi ưng ý nhất bị anh làm cho nhăn nhúm, chẳng thể nào mặc được nữa. Những bộ khác thì anh lại tỏ ý không vừa lòng, nên chúng tôi chỉ còn cách đi mua một chiếc khác. Dũng dẫn tôi đến một cửa hàng có lẽ là quen thuộc với anh, bởi khi anh đẩy cửa bước vào, vẻ mặt của giám đốc thường trực và các nhân viên bán hàng nhìn thấy không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, chào hỏi sởi lởi. Tôi chọn lấy một bộ màu đỏ phù hợp với tông mắc cấp hiện tại. Chồng tôi lướt mắt một cái, thấy phù hợp nên quẹt thẻ rồi kéo tôi đi ra xe luôn. Buổi tiệc này diễn ra ở một khu biệt thự sang trọng, đa số đều là những người kinh doanh cô chiều cậu ấm. Chồng tôi là người làm ăn cho nên có rất nhiều người mời rượu, nói chuyện. Tôi cũng không làm vướng chân anh, lùi lại một vài bước, lặng lặng ăn đĩa hoa quả cùng với chút kem trong ly. Mắt thì thoảng sẽ nhìn anh, đánh giá cái con người tôi đã sống chung hơn 2 năm dài. Bất chợt, tôi nghe thấy một cuộc nói chuyện. Ê, ý kia có phải là anh Dũng đúng không? Đúng rồi, đúng ông ấy rồi. Nhìn càng ngày càng khác nhỉ, đẹp trai hơn, trầm tĩnh hơn, lại nhiều tiền hơn nữa. Đại gia đấy, không đùa được đâu. Nghe nói Hạ Hoàng chỉ là công ty con thôi, chứ ông đang làm tổng giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho tập đoàn quốc tế Waller. Tập đoàn Waller? Cái tập đoàn nổi tiếng thế giới đấy hả? Ừ, đúng nó rồi đấy. Nhưng mà sao ông ấy lại giàu thế? Trước kia chẳng phải vì nghèo nên bà Kiều chia tay đi lấy chồng đại gia ấy. Nghèo nhưng người ta có trí, nhìn mà xem, quay đi quay lại hơn chục năm. Bây giờ người ta là tổng giám đốc khu vực của một tập đoàn lớn, tương lai đầy rộng mở. Còn bà Kiều kia thì nghe nói cuộc hôn nhân không được hạnh phúc vì không sinh được con nên là chồng hay đi bồ bịch, ly hôn rồi. Nghĩ cũng tội nhưng mà cũng thấy đáng. Ngày xưa anh Dũng yêu bà ấy nhiều lắm, nghe nói còn có bầu. Nhưng bà này chê ông ấy nghèo, đi phá, xong lấy người khác. Mặc cho ông ấy cầu xin như thế nào cũng không chịu. Bây giờ thì tiếc đứt ruột đứt gan, chắc gì người ta thèm ngó. Nghe nói hôm nay cũng đến đây, không biết gặp nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Ai mà biết, thôi ăn đi, tẹo còn xem kịch hay. Những người kia bàn tán xong một hồi cũng rời đi. Tôi đứng cạnh đó, tai nghe hết, không sót một từ nào. Trong lòng có một ít kinh ngạc vì không ngờ rằng hóa ra chồng tôi lại có một quá khứ như vậy. Bạn gái chê nghèo, bỏ đi lấy người khác, phá bỏ đứa con của hai người. Lúc ấy, chồng tôi mới bao nhiêu tuổi? 19 tuổi, một cái tuổi còn rất trẻ, có bao nhiêu hoài bão, mơ ước. Xong, anh lại còn là tổng giám đốc khu vực của một tập đoàn lớn toàn cầu. Việc này tôi làm vợ anh gần 3 năm trời, không hề hay biết là anh giấu tôi hay là do tôi quá vô tâm nên chồng làm cái gì, chồng có cái gì, bản thân tôi đều không biết được. Thảo nào, công việc của anh luôn bận bịu đi suốt, đều thường xuyên không ở nhà. Đến bây giờ, tôi cũng đã rõ điều hành một lúc hai công ty, chồng tôi tài giỏi đến cỡ như thế nào. Càng nghĩ, tôi càng không thể tin được, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy không ổn, cứ có cảm giác có một chuyện gì đó không hay đang đến. Rồi tôi nhìn thấy chồng tôi đang đứng bắt tay với một số người và trong một số đó có Hùng. Hai người đàn ông cao lớn như nhau, đẹp ngang nhau nhưng lại một nóng một lạnh. Tuy nhiên, để mà so sánh kỹ hơn thì có lẽ chồng tôi vẫn nhỉnh hơn một chút. Có thể là do anh bươn trải từ sớm và vấp từ sớm nên cái vẻ hòa đồng từ lâu đã không còn. Bất chợt, dường như cảm thấy ánh mắt chăm chú của tôi nên chồng tôi ngước nhìn về phía này, rồi nở nụ cười vui mừng và giơ tay vẫy ra hiệu cho tôi tới bên. Tôi hơi giật mình nhưng cũng chỉ biết cố gắng gượng, nâng chiếc cốc trong tay, mỉm cười bước tới. Trong bụng luôn tự nhủ, không được để chuyện gì xảy ra, không được làm Dũng mất mặt. Chỉ về phía Hùng, Dũng nói, đây là Hùng, giám đốc công ty An Thành, công ty của cậu ấy mới thành lập nhưng mà được rất nhiều người tin tưởng đó, tương lai chắc hẳn sẽ càng rực rỡ hơn nữa. Tôi không biết nói gì, chỉ có thể mỉm cười đồng ý với những lời của Dũng. Về phía Hùng, anh hơi mím môi nhìn tôi, sau đó khách sáo hỏi, đây là vợ của tôi, cô ấy tên Nguyệt.
Nhìn sếp Dũng như này, tôi thật sự không thể ngờ là anh lại có vợ sớm như vậy đấy. Chúng tôi kết hôn 3 năm rồi, vì không muốn rỉnh rang nên chỉ làm gọn nhẹ đôi bên gia đình. Cô ấy rất xinh đẹp, cảm ơn cậu, quá khen rồi. Dũng lạnh nhạt, hùng lần nữa nhìn tôi nói tiếp, nhưng tôi thấy cô ấy hơi buồn. Nếu cười lên sẽ xinh hơn nhiều. Tôi không nghĩ rằng Hùng lại không ngần ngại nói ra như vậy, trong lòng không khỏi than thầm. Con người của Dũng cực kỳ không thích ai chạm đến giới hạn của anh, mà bây giờ Hùng lại phạm vào điều cấm kỵ này, rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo như nào, chẳng ai dám chắc nữa. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, Dũng bất ngờ vòng tay qua eo tôi siết lại, mỉm cười nhìn tôi đầy yêu thương. Em nghe thấy cậu Hùng nói rồi chứ, từ ngày mai em phải cười nhiều vào đấy nhé, nếu không người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai vợ chồng không hạnh phúc. Hai từ người ngoài, chồng tôi nhấn mạnh, vừa là muốn khẳng định với Hùng tôi là vợ anh, vừa muốn Hùng biết rõ anh đang ở vị trí nào. Rất thầm thúy nhưng cũng không phải là nhẹ nhàng, mà là một lời cảnh cáo ngầm. Mọi người im lặng một lúc, chúng tôi ba người đều đứng im với những tâm trạng riêng, có nỗi đau, có sự sượng sùng, nỗi thâm trầm sâu sắc, nhưng tất cả đều không được nói ra. Mãi cho tới khi có người đến kéo Hùng bàn về dự án hợp tác thì mới xua tan cái không khí ngột ngạt, khiến tất cả đều cảm thấy khó bề chịu đựng. Anh gật đầu mỉm cười với tôi và Dũng, rồi mới quay người đi, hòa mình vào dòng người. Người đi rồi, chồng tôi vẫn không có ý định buông tay tôi ra. Anh nhìn tôi rồi nói, tôi không biết là anh sẽ tới, cho dù có tới cũng chẳng sao, chúng tôi đã kết thúc từ lâu rồi. Nghe tôi nói vậy, đột nhiên Dũng siết mạnh tay hơn, vừa rồi anh cúi đầu hôn lên môi tôi rất sâu. Cuộc đời như một chuyến xe mà chúng ta là những người lái xe, mỗi người đi qua một bến sẽ có người lên và người xuống. Những người cùng chúng ta lúc mới khởi hành phần nhiều giữa đường sẽ rời xa chúng ta, còn người theo suốt chuyến hành trình thì rất ít, thậm chí chẳng có một ai. Giống như tôi với Hùng đã cùng bên nhau những năm tháng thanh xuân, nhưng chúng tôi chỉ có thể đi cùng nhau nửa đoạn đường, phải tạm biệt. Còn Dũng, anh là hành khách kế tiếp, nhưng hành khách này đi bao lâu tôi chẳng rõ được. Hồn một lúc anh mới buông tôi ra, quay người đi giao lưu tiếp với những người khác. Tôi thì không chịu được bầu không khí ngột ngạt này nữa, nên cứ đi lòng vòng, rồi chạy ra khu vườn phía sau, ngắm bầu trời đầy trăng, đầy sao, lại bắt đầu suy tư. Người đàn ông vừa chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy với tôi, khi bàn về công việc liền trở nên nghiêm túc lãnh đạm. Chúng tôi kết hôn hơn 2 năm, nhưng tôi không sao phân biệt nổi đâu mới là con người thực của anh, đâu mới là tính cách thật của anh. Bất chợt phía trước cầu cách tôi một khoảng xuất hiện hai bóng người, đó không ai khác là chồng tôi cùng với một người phụ nữ. Tôi không biết cô ta là ai, chỉ biết cô ta nói gì đó với chồng tôi, sau đấy là vòng tay ôm lấy anh khóc nức nở, ôm chặt như kiểu không muốn rời xa vậy. Nhìn một màn ấy tôi nhíu mày, móng tay bất giác đâm vào da thịt đau nhói. Tôi không vui, cũng chẳng biết nên làm gì, thì đột nhiên ở bên cạnh lần nữa vang lên giọng nói của Hùng. Nếu anh là em, anh nhất định sẽ xông lên, tách hai người họ ra và tặng cho mỗi kẻ một cái tát. Làm như vậy để được cái gì? Chẳng phải con gái luôn đánh ghen kiểu đó sao? Đó là người khác, còn em thì không như vậy. Tình cảm vợ chồng em thật sự khác biệt đấy. Anh không hiểu lý do vì sao anh ta như vậy mà em vẫn nhất quyết ở bên không rời. Anh nói buồn cười quá, bọn em là vợ chồng, mà đã là vợ chồng thì phải tin tưởng nhau, có sai thì sửa sai, hôn nhân đâu phải trò đùa mà nói bỏ là bỏ được. Hôn nhân dựa trên tình yêu, nhưng giữa bọn em không hề có tình yêu thì những cái khác đều không là gì cả. Bọn em không phải không yêu nhau, mà là bọn em tôn trọng nhau, em tin anh ấy không ngoại tình, chắc là họ có lý do thôi. Vậy em biết người đó là ai không? Đó là bạn gái cũ của chồng em đấy, em chưa nghe câu tình cũ không rủ cũng đến à? À, thì ra là bạn gái cũ, nhưng mà bạn gái cũ của hơn chục năm về trước, tại sao em phải ghen với cô ta? Anh nghĩ chồng em vẫn còn yêu bạn gái cũ à? Cuộc sống không ai biết được, bọn họ ôm nhau như thế kia chắc chắn vẫn còn tình cảm. Anh yên tâm, ôm thì em có thể cho phép, nhưng cướp thì em sẽ không bao giờ cho phép. Với tư cách là một người vợ, em vẫn thấy mình có giá trị hơn. Hạnh phúc và tình yêu không phải cùng là một, và tất nhiên cũng không phải là điều kiện đầy đủ cần thiết.
có tình yêu có thể sẽ hạnh phúc, có hạnh phúc rồi thì dù không có tình yêu cũng không quan trọng nữa. Tôi không muốn đôi co với Hùng thêm, cũng không muốn nhìn một màn kia thêm nữa, quay người đi vào. Bên trong vẫn đông nghịt người, tôi vì tâm trạng bị ảnh hưởng nên bức bối không chịu được, nên uống liền một lúc mấy cốc rượu, uống đến khi mặt đỏ bừng mới nâng ánh mắt lên, nhìn quanh xem Dũng ở đâu, tiếc là anh vẫn chưa vào. Đột nhiên từ đám đông, có một người đàn ông trung tuổi cầm ly rượu đến mời tôi. Cô gái, tôi mời em một ly được chứ? Được, hình như đây là lần đầu em đến đây đúng không? Tôi nhìn em lạ lắm. Ngài đúng là có mắt tinh tường, đúng là lần đầu thật. Thảo nào, có điều em nổi bật lắm, sân khấu này dành riêng cho em rồi. Ngài quá khen rồi, tôi suy cho cùng, cũng chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng, vô danh tiểu tốt, không xứng đáng được với lời khen hoa mỹ này. Tôi nói thật, không biết liệu tôi có thể cùng nhảy với em một điệu hay không? Thật lễ rồi, tôi thấy hơi nhức đầu, chắc không thể nhảy được. Nếu vậy, cùng nhau trao đổi số điện thoại được chứ, biết đâu sau này chúng ta lại gặp nhau. Gã đàn ông trước mặt vẫn không có ý định rời đi, kiên trì đến cùng. Tôi nhèo mắt nhìn ông ta không lên tiếng, còn ông ta thì đưa cho tôi một tờ danh thiếp. Tôi là giám đốc của công ty Bảo Lợi, Trần Hữu Lợi. Cảm ơn ngài, mà em làm gì? Tôi là kiến trúc sư. Kiến trúc sư à? Vậy thì tốt quá rồi, sắp tới anh có ý định xây một nhà xưởng nữa. Nếu em không phiền, có thể vẽ cho anh một bản kế hoạch được không? Nhà xưởng của ngài có rộng không? Rộng chứ, phải đến 20 hectare. Nếu vậy, ngày mai ngài hãy đến Hạ Hoàng bảo là gặp tôi, Lễ Tân sẽ dẫn ngài lên. Còn bây giờ tôi hơi váng đầu, không tỉnh táo nói chuyện công việc được. Chúng ta trao đổi liên lạc nhé. Ngày mai ngài cứ đến, sau khi bàn bạc mà ngài đồng ý thuê chúng tôi, khi ấy trao đổi liên lạc chưa muộn. Tôi lắc đầu, khéo léo từ chối. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn không hề có ý định bỏ qua. Ông ta bảo với tôi, vậy có thể để tôi mời em một bữa ăn nhé, tan tiệc được không? Thật ngại quá, tôi bận mất rồi, ngài tìm người khác đi. Tôi cười trừ, mắt nâng lên nhìn về phía hội trường. Lần này tôi cũng bắt gặp được Dũng, tuy nhiên anh lại đang khiêu vũ cùng với tình cũ. Và lúc này, dưới ánh điện sáng, tôi cũng mới nhìn được tường tận từng đường nét trên khuôn mặt của người kia. Cô ta khá là xinh đẹp, tuy ngoài 30 tuổi nhưng làn da vẫn được bảo dưỡng rất là tốt, không hề nhìn thấy được những nếp nhăn hay sự lão hóa. Mái tóc buộc cao để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trông mỏng manh yếu đuối cực kỳ. Hai người bọn họ khiêu vũ cùng với nhau, động tác rất thuần thục tự nhiên, trong mắt người khác trở nên đẹp đôi đến lạ, nhưng chỉ có duy nhất là tôi cảm thấy cực kỳ không hợp. Thu lại ánh mắt từ quài người, lần nữa lại nghe thấy cuộc bàn tán. Đấy, nói có sai đâu, bà Kiều vừa nhìn thấy ông Dũng cái là bám theo luôn, mặt dày đến thế là cùng. Biết đâu ông Dũng cũng muốn quay lại thì sao, bởi vì nếu hết tình cảm, ông ấy sẽ không qua lại đâu. Nhưng mà nghe nói ông Dũng có vợ rồi mà, hôm nay còn dẫn cả vợ đến đây, thế mà bây giờ lại đi ôm ấp với tình cũ. Thế á, ôm ấp nhau luôn, nóng vội vậy à? Ừ, vừa nãy ở ngoài vườn đó, bà Kiều đuổi theo ông Dũng khóc lóc kể khổ, nói là hối hận, rồi nói là muốn quay lại. Tao không nghe rõ ông Dũng nói cái gì, nhưng mà lát sau tao thấy ôm nhau chặt lắm, cứ như kiểu sợ bỏ ra thì sẽ không còn tìm thấy nhau nữa ấy. Nói thế thì có khi tình cũ không rủ cũng đến rồi, dù sao cũng là tình đầu, khó quên lắm. Bà kia bây giờ ly hôn rồi, một mình rồi, kiểu gì cũng bám lấy bám để cho mà xem. Hai, chỉ thương cho bà vợ, không biết có biết chuyện chồng ôm ôm ấp ấp với người yêu cũ không? Nhưng vợ chồng không hạnh phúc, chắc là cũng không yêu nhau nên mới không quan tâm đến chồng đi đâu làm gì. Với cả, có chồng đẹp trai, có chồng tài giỏi, làm sếp như thế khó tránh được lắm. Nghĩ cũng tội. Tôi nghe những lời đó, không bộc lộ cảm xúc gì, vẫn bình thản như không đi lướt qua. Thế nhưng tôi thật sự lầm, khi mà bản thân đứng trước gương, tôi mới nhận ra mình rất để bụng. Hết thư ký, rồi lại đến người yêu cũ, người như chồng tôi, đúng thật là khiến cho ai làm vợ
cũng phải căng não lên vì suy nghĩ. Giá như tôi cứ là tôi của ngày trước, thì có lẽ sẽ không phải chịu sự khó chịu đang nhen nhóm trong lồng ngực mình lúc này. Đang chăm chú nghĩ ngợi, điện thoại tôi đổ chuông báo tin nhắn đến. Tôi mở ra là của Châu. Nguyệt, tôi gặp chuyện rồi. Chuyện gì? Nghiêm trọng không? Đang ở đâu để mình đến? Chuyện này không biết nói sao, giờ đang rối lắm. Tôi... Thì có chuyện gì mới được chứ? Phải nói thì mới biết, không nói ai biết được. Tôi hơi sốt ruột. Bên kia, Châu im lặng một lúc, sau đấy gửi cho tôi một tấm hình. Đó là que thử thai đã lên 2 vạch. Tôi ngẩn người nhìn nó, tay hơi run nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cái gì đây? Mình có thai rồi. Có thai? Với ai? Sao tự dưng lại có thai? Mình bây giờ đang ở đâu để mình qua? Mình ở nhà. Đợi đấy. Nhắn xong tin nhắn ấy cho Châu, tôi vội nhét nó vào túi sách xoay người đi ra ngoài. Vốn dĩ tôi định nói qua với Dũng một tiếng, thế nhưng vẫn thấy anh đứng nói chuyện với người yêu cũ. Tôi thấy chướng mắt nên chẳng thèm nhắn nhủ cái gì nữa, cứ thế rời đi luôn. Nửa tiếng sau, tôi cũng có mặt ở căn hộ của Châu. Cô ấy lúc này nhìn mệt mỏi hơn mọi ngày rất nhiều, làn da còn hơi tái. Tôi bước vào, không chậm trễ liền hỏi ngay. Sao rồi? Kể cho mình nghe xem nào. Vì sao lại có thai? Mình nhớ. Với ai mới được chứ? Tỉnh một đêm, mình không nhớ mặt anh ta. Không nhớ mặt, cũng không liên lạc. Ừ, thế giờ mới thử que lên đúng không? Chưa siêu âm đúng không? Ừ, thấy trong người không khỏe nên mới thử. Bây giờ muộn rồi, cũng không còn phòng khám nào mở cả. Đợi đến mai mình qua đưa cậu đi. Tôi thở dài nhìn Châu. Cô ấy không nói gì mà chỉ gật đầu. Nhìn một cảnh đó, tôi lại hỏi tiếp. Thế bây giờ cậu định như thế nào với cái thai này? Mình không biết. Không biết nên giữ hay nên bỏ. Nếu cậu muốn giữ thì cứ sinh ra, chúng ta cùng nuôi. Còn nếu không thì cũng nói một tiếng, để mình tìm cách giúp cậu, để càng lớn càng khó xử lý. Mình biết rồi, nhưng mà mình vẫn không muốn cậu làm điều gì dại dột. Mình hiểu. Thế tối giờ đã ăn cái gì chưa? Có đói không? Để mình nấu cho cậu. Không được, ăn cái gì cũng muốn nôn, khó chịu lắm. Để mình đi chưng cho cậu một ít yến, giờ có bầu rồi, phải cố ăn để lại sức khỏe, không ăn không được. Thôi, không cần đâu, cậu mau về đi, nếu không chồng cậu lại sốt ruột đấy. Nhắc đến chồng, tâm trạng tôi thật sự không thể vui nổi, ngữ điệu có chút lạnh. Kệ anh ta. Nói xong, tôi quay người vào bếp mở tủ trưng cho Châu một bát yến, hầm cho cô ấy một hộp sữa đậu nành. Mãi cho đến khi đồng hồ chỉ 11 giờ hơn, tôi mới quyết định đứng dậy trở về căn hộ của mình. Bước ra ngoài, tôi không có gọi taxi mà lững thững bước đi trên vỉa hè, rồi lại đứng nhìn đến ngây ngốc những tòa nhà lớn, rồi nhìn cô gái đang bước xuống từ chiếc xe sang trọng của chồng tôi. Cô ấy ăn vận rất đẹp, nhất là chiếc áo choàng đỏ như lửa. Lúc ra ngoài, vạt áo bị gió khẽ thổi bay lên. Cô ấy mỏng manh như giọt sương mai, đi bên cạnh anh, một người đàn ông phong thái lịch lãm, thế nào cũng thấy đẹp đôi đến lạ. Tôi vẫn đứng yên ở đó, ánh mắt xuyên qua tất cả mọi thứ, dừng lại trên một hình ảnh ở nơi nào đó. Cho dù tiết trời khá lạnh, khiến tôi gần như đông cứng lại, nhưng bản thân vẫn đứng đó không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, rốt cục tôi thu lại ánh mắt, xoay người lại liền thấy phía sau cũng có một chiếc xe, có một người đàn ông mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen dựa vào xe ở bên đường hút thuốc. Vừa hút thuốc vừa nhìn tôi, khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện trong làn khói trắng. Cũng không biết người đó đã đứng bao lâu rồi, tôi chỉ biết dưới chân anh có đến 5-6 đầu mẩu thuốc, đến giờ vẫn hơi bốc khói. Tôi như bị đóng đinh vào chân, trong nhất thời không biết nói gì. Người đàn ông dùng chân dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe rồi nói. Anh theo em nguyên một buổi, lạnh chết mất. Bây giờ mời anh uống một tách cà phê đi. Tôi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hùng liền bước tới kéo cánh tay tôi, đẩy nhẹ tôi vào xe, lại cúi đầu đeo dây an toàn cho tôi, rồi mới vòng qua đầu xe vào trong, kéo cửa kính lên và bật hệ thống sưởi. Hơi ấm vả lên người thật dễ chịu, tôi dựa vào ghế, không nói lời nào, cũng không động đậy. Bên cạnh, Hùng vẫn trầm mặc cho đến khi chờ đèn đỏ, anh mới lên tiếng,
trong giọng nói không thể nghe ra cảm xúc gì. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi quay sang nhìn Hùng, cười như không cười. Sao em phải khóc? Anh cho em một lý do xem. Bất cứ ai nhìn thấy chồng mình đi với người phụ nữ khác, họ đều không chịu đựng được. Anh biết em bây giờ là đang gồng mình chịu đựng, chứ thật lòng em cũng không có mạnh mẽ như thế. Anh hiểu em, nhưng đó là em của những năm tuổi trẻ. Còn em bây giờ, cái gì mà tình yêu, cái gì mà đau lòng, anh nghĩ em quan tâm nó sao? Hùng thở dài, anh gục trên tay lái, lại đưa tay xoa xoa mặt, nhìn chằm chằm vào đuôi xe phía trước, rồi nhẹ giọng nói với tôi. Nguyệt, em cứ như vậy có vui vẻ không? Đi theo anh ta, em có vui vẻ không? Em nhìn lại em xem, bao lâu nay em đã bao giờ cười một cái thật lòng, không hề có vướng bận hay chưa? Vẻ mặt của tôi hiện vẻ hoảng hốt, khóe môi khẽ giật. Thật lòng, cái xã hội này, anh nhìn xem có bao giờ công bằng đâu. Em có cười hay không cười, cuộc sống của em vẫn như vậy. Nhưng mà anh không muốn nhìn thấy em như vậy, anh không chịu nổi. Anh thật sự chỉ muốn lao lên, đấm cho anh ta một trận, cảnh cáo anh ta vì dám làm tổn thương em. Anh không cần phải như thế. Tôi cười nhạt lắc đầu. Dòng xe thông thoáng, những xe phía trước chậm rãi đi tiếp. Tuy nhiên, Hùng vẫn gục trong khuỷu tay không nhúc nhích, khiến cho những xe phía sau không kiên nhẫn mà ấn còi. Tôi thở dài nói tiếp, đèn xanh rồi, đi thôi, lát nữa công an đến phạt đấy. Công an, cứ việc đến đây, anh cũng không ngại đâu. Anh luôn là người tuân thủ luật giao thông, nhưng hôm nay anh muốn phá lệ, em có sợ không? Nói xong, Hùng quay sang nhìn tôi cười. Đây là nụ cười tôi quá quen thuộc, tôi đã từng rất thích nhìn anh ấy cười. Nhưng ở thời điểm này, nó không làm tôi rung động nữa, nhưng lại cho tôi một sự tin tưởng ấm áp. Em không sợ. Hồng hất cằm cười cười, như một lãng tử hành hiệp trượng nghĩa trong giang hồ. Anh ấy nhấn mạnh ga, xe liền lao thẳng đi, để lại một dãy xe phía sau phải chờ đèn đỏ. Anh ấy lái xe đưa tôi qua hồ Tây, đỗ xe ở lề đường rồi hỏi tôi. Đói không? Muốn ăn chút gì không? Cái gì cũng được. Vậy chúng ta đi, cũng đã lâu rồi không đến đây. Được. Nói xong, tôi cũng cùng anh xuống xe, tránh mọi sự động chạm với anh, cũng không quên nói. Hôm nay chúng ta đừng đề cập đến trước kia được không? Được, không đề cập. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Hùng lắc đầu, anh dẫn tôi đi vào một nhà hàng ngay cạnh đó, tuy rằng thời gian đã về đêm, thế nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều người, tiếng nói chuyện râm ran, còn có cả tiếng cười nữa. Hùng gọi rất nhiều món vặt, còn cố ý gọi cho tôi một phần kem, món mà tôi rất thích những năm còn đi học, kể cả tới bây giờ vẫn không bỏ được. Rót cho tôi một cốc rượu nếp, anh ấy nói tiếp, uống cái này đi cho nóng người. Vâng, tôi gật đầu ngửa cổ uống cạn. Không hề lên tiếng nói chuyện, cả tôi và Hùng uống đến khi hơi mềm người. Anh ấy mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước, thấp giọng hỏi. Sao em không muốn nhắc đến trước đây? Có phải hối hận không? Hối hận vì đã từng bên anh. Tôi cảm thấy sống mũi cày cày, không biết là do nhiệt tỏa ra từ lò nướng hay rượu đã phát huy tác dụng mà mặt nóng bừng lên, cả hốc mắt nữa. Trong lòng hơi khó chịu, tôi cầm ly rượu lên uống một ngụm, mới đầu là lạnh, khi đến cổ họng liền biến thành cay, khụt khịt mũi. Rồi nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng làm cho mình cười lên. Không, vì sao phải hối hận chứ? Con người sinh ra vốn sẽ có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Người ngoài ý muốn, tình cảm ngoài ý muốn. Hơn nữa, lúc ở bên anh, em rất vui vẻ, cho nên em còn muốn cảm ơn anh đã cho em nhiều ngày vui vẻ như vậy. Không cần phải cảm ơn anh, điều em nói cũng là điều anh muốn nói. Nhưng em cũng mong anh hiểu, quá khứ đã là quá khứ, chúng ta bây giờ cùng nhau làm bạn thì được, còn để quay lại thì không anh ạ. Anh sẽ chờ em, chờ đến khi em đồng ý thì thôi. Anh đừng chờ, vì em sẽ không bao giờ quay đầu lại đâu. Tôi tuyệt tình, trong nháy mắt, cả hai lại rơi vào khoảng trầm mặc. Cứ một chén, lại một chén nữa, có lẽ là vì cảm xúc quá nhiều, cũng có lẽ là bởi vì đã uống nhiều. Nên Hùng bắt đầu nói rất nhiều, tất cả đều là những lời anh đã từng nói với tôi lúc còn bên nhau.
Em biết không Nguyệt, cái ngày em nhắn tin chia tay anh đã rất đau lòng. Anh gọi điện cho em không được, anh nhắn tin cho em không được, anh gọi cho Châu, cô ấy nói cô ấy cũng không liên lạc được với em. Anh đau lòng, anh muốn bỏ hết tất cả để về với em, nhưng anh lại vô dụng. Khi không thể tự quyết định được, anh chỉ có thể để nỗi đau gặm nhấm trái tim mình từng ngày, vừa học vừa làm, đếm từng khắc trôi đi để được về, che chở và bao bọc cho em. Thế nhưng khi anh trở về, em lại như một cơn gió biến mất không để lại một dấu vết. Em nói xem, Hà Nội lớn như vậy, anh phải tìm em thế nào đây? Còn nữa, em vì tự ti mà biến một mảnh chân tình của anh thành hư không? Em không thấy tàn nhẫn với anh sao? Em xin lỗi, cứ cho là em không yêu anh rồi muốn rời đi, nhưng cũng đừng không nói tiếng nào với anh thế chứ. Cho dù là một cái cớ dứt sẹo thôi cũng được, anh sẽ không quẩn quanh vướng bận, anh không phải loại người như vậy. Em khiến cho anh phải tìm em trong một thế giới đông đúc như ruồi bọ thế này, có người nào như em không? Nguyệt, tình người ấm lạnh trên thế giới này anh đã nếm trải không ít lần. Người con gái anh yêu còn cố tình giáng cho anh một đòn cảnh cáo. Em nói anh có chịu nổi được không? Anh Hùng, anh sai rồi. Tôi mấp máy, mà ở đối diện lúc này Hùng ném điếu thuốc đi, tóm lấy tay tôi, anh cất giọng khàn khàn. Anh nói này, Nguyệt, tên Dũng đó, em thích anh ta ở điểm gì? Anh ta có thể cho em cái gì, ngoại trừ tổn thương ra, anh ta không thể cho em cái gì cả. Hôm nay, em cũng thấy đấy, anh ta không chỉ có một người phụ nữ là em, sao em lại ngốc như vậy hả Nguyệt? Rời xa anh ta đi, rời xa đi. Anh đừng như thế, anh sai rồi. Anh không sai, anh rất tỉnh táo, anh muốn em nghe lời anh. Em không yêu anh cũng được, nhưng em phải yêu bản thân của em. Hùng mạnh tay hơn, tôi muốn giằng ra khỏi anh nhưng không được. Dường như lúc này, lý trí của anh đã không còn được bình tĩnh nữa rồi. Tôi đau đến nhăn mày, đúng lúc không biết làm gì, thì lúc này đột nhiên Hoài từ trong phòng VIP đi ra cùng với đám bạn. Con bé thấy tôi, đôi mắt dựng lại rồi nói, chị Nguyệt, sao chị lại ở đây? Tôi chột dạ, dứt khoát rút tay mình ra khỏi người của Hùng đáp trả. Chị đi ăn cùng bạn, mà cô cũng đi cùng bạn hả? Dạ vâng, nay bạn em tổ chức sinh nhật ở đây, nên chúng em tụ tập đến giờ. Ừ, thế về sớm đi, không mẹ lại lo. Chị có về cùng em luôn không? Em đưa chị về, nay em lái xe đến ạ. Thôi, cô cứ về đi, cô đi cùng bạn mà. Bạn em nó cũng có xe. Ừ, thế vậy cho chị cùng về với. Nói xong, tôi gọi phục vụ ra thanh toán, sau đấy nói với Hùng mấy câu rồi cùng Hoài đi ra xe. Bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm, con đường dần thưa thớt hơn. Hoài bật một bản nhạc hơi buồn, sau đó mới lại hỏi tôi. Anh đó là bạn của chị hả? Ừ, tôi ừ nhẹ cũng không muốn Hoài hiểu lầm, vì dù sao đây cũng là chuyện không hay ho gì cho lắm. Bạn từ những năm tháng học cấp 3, em thấy dường như anh ấy đối với chị có tình cảm. Cô nhìn nhầm rồi, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Vâng, mà chị với anh em dạo này thế nào rồi? Vẫn ổn cả chứ? Bình thường thôi, công việc bận rộn cho nên là không có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau. Dạ, mà sắp tới là sinh nhật của dì Hân đó chị. Chị em mình hôm nào đi mua sắm luôn nhé. Vậy à, tôi bận bù lu bù loa, cũng quên mất. Mẹ chồng với tôi không hợp tính nhau, chính vì vậy tôi cũng chẳng nhớ nổi được ngày sinh nhật của bà là ngày nào. Mặc dù tôi là vợ của Dũng thật, nhưng khi một nhà quây quần, tôi lại có cảm giác mình chính là người thừa trong cái gia đình ấy. Đúng, một người thừa không hơn không kém. Tâm trạng có chút ảnh hưởng, thế nên suốt cả quãng đường tôi không nói thêm câu nào nữa. Đến khi về tới sảnh, tôi mới quay sang bảo với Hoài. Được rồi, cảm ơn cô nhé. Vâng, chị lên nhà đi. Tôi gật đầu, cũng không có nán lại thêm nữa, quay người đi thẳng lên phòng. Mà lúc này chồng tôi cũng đã trở về từ bao giờ. Thấy tôi, anh hỏi luôn, em đi đâu? Tôi gọi điện thoại không được. Tôi qua nhà Châu, điện thoại chắc mất sóng. Qua nhà bạn, xong em còn đi đâu nữa? Anh hỏi kỹ như thế để làm gì? Sao, không trả lời được hay không muốn trả lời? Tôi không đôi co với anh. Nói xong tôi quay người đi vào phòng, nhưng lại bị Dũng giữ chặt kéo lại.
tôi đã bảo em không được đi gặp cậu ta, em điếc hay không coi lời nói của tôi ra cái gì? Tôi nghe những lời của Dũng, tâm tình vốn tệ, bây giờ càng tệ hơn, thật sự không chịu nổi mà bùng nổ. Tôi hất tay anh ta ra khỏi, nhếch môi mỉa mai. Anh thấy anh có vô lý không? Anh cấm tôi không được gặp bạn của tôi, nhưng anh thì lại có thể sẵn sàng ôm ôm ấp ấp người khác trước mặt tôi. Anh cấm tôi không được cãi anh, nhưng chính anh lại chưa bao giờ tôn trọng tôi. Tôi hỏi anh lấy tư cách gì để đòi tôi phải nghe theo sự sắp xếp của anh? Cô ấy với tôi không có như em nghĩ. Không như tôi nghĩ. Anh cho rằng một câu giải thích của anh là có thể xong. Thế sao tôi giải thích, cả anh, cả nhà anh đều không ai tin tôi. Tại sao tôi luôn làm kẻ sai, còn anh thì luôn đúng? Tên đó không có ý gì tốt đẹp với em hết. Thế những người đàn bà bên cạnh anh thì tốt à? Họ tốt với anh à? Hay là anh biết rõ ràng họ muốn trèo lên giường anh, nhưng anh vẫn mặc kệ, nửa nạc nửa mỡ đồng ý? Em... Tôi không muốn nói, bởi vì tôi không muốn quan tâm đến chuyện của anh. Chính vì vậy, anh cũng nên như tôi, đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa, để cho tôi một phút bình yên. Quả thực, hôm nay tôi thật sự không vui, mà nguyên nhân lại từ anh mà ra, nên rất bực bội. Tôi không nói không rằng, quay người đi vào trong phòng, đóng cửa cái rầm, mặc kệ anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Qua một đêm dài, hôm sau tôi tranh thủ buổi trưa được nghỉ trưa, đưa Châu đi khám. Kết quả, thai 6 tuần đã có tim thai, phát triển khỏe mạnh. Cầm tờ siêu âm trên tay, tôi thở dài, quay đầu nhìn cô ấy đang bất lực ngồi ở ghế tiến lại. Không việc gì phải buồn, thời buổi này mẹ đơn thân đẩy ra đó, có phải mình cậu đâu. Chưa kể, em bé có hai người mẹ là cậu với mình, chúng ta thừa sức để nuôi lớn. Ừ, mình biết rồi, cảm ơn cậu nhé. Thôi nào, đứng dậy đi, chúng mình đi ăn, đói quá. Tôi gật đầu với Châu, kéo cô ấy đi vào một nhà hàng, vừa ăn vừa uống, những cái gì không vui đều dứt khoát ném hết ra sau đầu, mặc kệ tất cả. Những ngày sau đó, tôi với Dũng vẫn duy trì trạng thái bình thường như bao ngày khác, cố gắng nhất có thể để không cãi nhau. Tôi nghĩ về sau sẽ tiếp tục yên bình như này cũng được, nhưng mà số phận tôi dường như không điểm xuyết những rắc rối thì quá nhạt nhẽo hay sao ấy. Đó là vào ngày chủ nhật, khi tôi đang ngồi vẽ bản thiết kế thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Tôi không biết là ai tìm đến, nhưng mà hẳn là tìm chồng tôi, vì đây là nhà chồng tôi. Tôi tuy ở đây lâu nhưng không bạn bè, Châu càng không đến nên chắc chắn không phải là bạn của tôi. Mở cửa, rơi vào tầm nhìn của tôi bây giờ là thân thể xiêu vẹo, cả người không đứng vững của Kiều, người được cho là người yêu cũ của chồng tôi. Cô ta hình như uống rượu say, trên người mùi nồng nặc, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tôi không biết cô ta có biết tôi hay không, nhưng hiện tại bản thân là chủ nhà, nên tôi lãnh đạm cất giọng. Cô tìm ai? Kiều đứng siêu vẹo nhìn tôi, mí mắt dường như nặng trĩu, trong nháy mắt cả người lảo đảo lắc lư, như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngã nhào xuống. Cô tìm ai? Tôi hỏi lại. Lúc này Kiều cũng ngẩng đầu, mấp máy bảo tôi. Tôi có thể vào nhà không? Tôi không quen biết cô, sao có thể cho cô vào? Nhưng tôi biết cô, biết cả chồng cô nữa. Nói xong, cô ta ngã nhào vào người tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành phải dìu cô ta vào nhà, ngồi ở ghế sofa. Ai ngờ cô ta lại nắm chặt lấy tay tôi không buông, vẻ mặt uất ức nhìn tôi nói. Cô là Nguyệt đúng không? Nhìn thấy cô, tôi thật sự khó chịu quá. Cô khó chịu là vì cô uống rượu say, cô buông tôi ra xem nào. Kiều lắc đầu, dùng ngón tay chỉ vào ngực mình nói. Tôi không say, là ở đây khó chịu, rất khó chịu. Tôi không nói gì, cô ấy lại tiếp tục lải nhải. Tôi thật sự yêu anh ấy, thật thật yêu anh ấy, dù rời xa nhiều năm. Nhưng mà từng giờ từng phút tôi đều nhớ đến anh ấy, nhớ đến quãng thời gian mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Tôi thật sự hối hận, thật hối hận sao năm đó lại bỏ đi, lại tuyệt tình như vậy. Kiều vừa nói vừa khóc, còn tôi không nói gì, bởi vì tôi biết anh ấy trong miệng cô ta là chị Dũng. Cô ta là bạn gái cũ của anh, bạn gái cũ tìm đến vợ hiện tại khóc lóc kể lể yêu chồng mình như thế nào. Hối hận năm đó
đã chia tay ra sao. Đối với tình huống thế này, việc này cũng thật oái oăm. Đang khóc đột nhiên Kiều ngẩng đầu, nhìn quanh cả căn nhà, sau đó bất thình lình cười ngốc nghếch nói với tôi. Cô biết không, tất cả mọi thứ trong phòng này đều giống như những gì chúng tôi đã từng mơ ước trong quá khứ. Tôi nhíu mày, nhìn cách bài trí xung quanh căn nhà, Kiều chợt đứng lên, thân thể lung la lung lay, chân không đứng vững, lảo đảo đi về phía bàn ăn, nhẹ tay vuốt mặt đá cẩm thạch, rồi cái ghế màu đỏ, sau đó cười ngốc nghếch, lẩm bẩm nói. Hồi đó, chúng tôi đều không có tiền, nên luôn mơ ước sau này sẽ kiếm thật nhiều rồi mua một căn hộ. Chúng tôi lên bàn thiết kế, sẽ bày trí như này, tôi sẽ ngồi trên cái ghế này, sau đó anh ấy sẽ bưng thức ăn đã xong xuôi dọn lên, chúng tôi cùng nhau ăn. Cô biết không, tài nấu nướng của anh ấy lúc đầu không tốt, nhưng vì tôi kén ăn, anh ấy lén lút học nấu ăn rất lâu, cuối cùng thậm chí còn nấu ngon hơn đầu bếp bên ngoài. Tôi không nói gì, chỉ nhìn cô ta chằm chằm, tài nghề nấu ăn của Dũng quả thật rất tốt, quả thật là còn ngon hơn đầu bếp ở ngoài nhà hàng bên ngoài. Chẳng qua là tôi không ngờ tài nấu ăn của anh là do hồi đó anh học vì cô ta. Tôi nhìn Kiều, hai tay ở hai bên người bất giác nắm chặt, trong lòng không hiểu sao có sự khó chịu không rõ lý do, chỉ cảm thấy trong ngực cực kỳ buồn bực. Kiều liêu xiêu muốn đi vào phòng ngủ, tôi đến giờ phút này không nhịn được nữa, bước tới chặn lại. Cô à, dù cô là người quen của chồng tôi thì cũng không nên tùy tiện đi trong nhà tôi như thế. Phòng ngủ của chúng tôi không muốn người lạ đặt chân vào. Nghe tôi nói vậy, Kiều đột nhiên nổi cơn giận. Cô ta dùng sức hất tay tôi ra, lảo đảo xoay người về phòng khách. Trước kia, anh Dũng đặc biệt thích ôm tôi ngồi trên ghế sofa cũ của nhà trọ xem tivi. Anh ấy thích nghiên cứu về kiến trúc, còn tôi thích xem phim truyền hình. Anh ấy cảm thấy buồn bực và nhàm chán, nhưng lần nào cũng cùng tôi xem hết. Khi tôi khóc, sẽ lấy khăn giấy cho tôi. Khi tôi cười, cũng cười cùng tôi. Sau đó cưng chiều, xoa xoa mũi tôi, hôn nhẹ lên trán tôi. Khoảng thời gian đó là cuộc sống hạnh phúc nhất của tôi. Nói xong, lại bi thương khóc òa lên. Sau đó xoay người đi đến trước mặt tôi, nắm quần áo của tôi, khóc nói. Cô trả anh ấy lại cho tôi, trả lại cho tôi có được không? Tôi rất yêu anh ấy, tôi không thể không có anh ấy. Cô say rồi đấy. Anh ấy không yêu cô, Dũng căn bản là không yêu cô. Tôi đi nhiều năm, bên cạnh anh ấy chưa từng xuất hiện người con gái nào. Cô cho là vì sao? Vì anh ấy đang đợi tôi quay về đấy. Thì sao? Cuối cùng anh ta vẫn là cưới tôi, mà bây giờ tôi mới là vợ của anh ta, vợ hợp pháp. Anh ấy không hề yêu cô đâu. Yêu hay không thì tôi cũng là vợ, mà cô đang đứng trong nhà của tôi đấy. Tôi nhếch mép, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu. Kiều lại nhìn tôi, cô ta cười ra tiếng. Hà hà, cô khoe khoang cái gì? Cô là vợ anh ấy, nhưng người anh ấy yêu vẫn là tôi. Thậm chí mấy tối hôm nay anh ấy đều ở cạnh tôi, lo lắng cho tôi. Lần này tôi thật sự bị kích động, không thể nén xuống cơn giận dữ của mình nữa, nhìn thẳng vào Kiều lạnh giọng, mời cô ra khỏi nhà tôi. Tôi không đi, tôi muốn ở đây chờ anh Dũng quay về, chờ anh ấy về, giống như trước sẽ ôm tôi, hôn tôi. Nói xong, cô ta đi về phía ghế sofa, cầm lấy cái gối dựa đến ôm vào lòng, lẩm bẩm, rồi không bao lâu sau chuyển đến tiếng hô hấp nhàn nhạt, hiển nhiên đã ngủ thiếp đi. Tôi nhìn một màn ấy tức đến nghẹn họng, không chịu nổi nữa, mà chụp một bức ảnh gửi cho Dũng, sau đó nói, về mà giải quyết cái của nợ của anh. Sau khi nhận được tin nhắn tôi gửi, rất nhanh, 15 phút sau chồng tôi cũng có mặt ở nhà. Tôi nhìn anh bước vào lạnh nhạt nói, anh về rồi đấy à, về rồi thì giải quyết chuyện của anh đi. Nói xong, tôi cũng chỉ tay về phía sofa, nơi mà Kiều đang nằm co ro trên đó ngủ. Biểu cảm của tôi rất bình thường, tựa như điều này chẳng có chút gì có thể khiến cho tôi buồn cả. Thế nhưng chỉ tôi biết, trong lòng tôi không vui thì đúng hơn. Cô ta đến đây, bảo với tôi là trả lại anh cho cô ta, anh tự giải quyết đi. Đến lâu chưa? Gào thét cũng lâu rồi đấy. Tôi thì có thể thừa sức đuổi cô ta ra, nhưng nghĩ lại, dẫu gì cũng là tình cũ của anh, vì vậy
tôi nên để anh giải quyết thì sẽ hợp lý hơn. Ừ. Dũng gật đầu. Tôi không biết được bây giờ anh đang nghĩ cái gì. Chỉ thấy anh đi lại về phía ghế, nhíu mày không vui nhìn Kiều. Mất vài giây cũng đưa tay ra lay người cô ấy dậy. Bị đánh thức, Kiều uể oải ngồi dậy. Cô ta như là đã quên mọi chuyện trước đó, đưa tay lên vuốt vuốt cái đầu đau nhức vì say rượu. Khi nhìn thấy Dũng, cô ta lắc lắc cái đầu hỏi, anh Dũng, sao anh lại ở đây? Dũng lạnh lùng nói, ánh mắt tức giận nhìn cô ta. Câu này là tôi hỏi cô mới đúng, cô ở đây làm gì? Em không biết, em uống rượu say nên là... Kiều, những gì nên nói, tôi vẫn cho là đêm hôm đó tôi đã nói rõ ràng với cô. Chuyện của chúng ta đã là quá khứ, bây giờ chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình. Hơn nữa, tôi rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, cũng không hy vọng cô tới quấy rầy tôi hoặc người nhà của tôi. Em, cô đi về đi, tôi gọi xe đến đưa cô về. Dũng lạnh lùng nói, không hề nể tình chút nào, nói xong cũng không nhìn tới cô ta, cũng không có ý định đỡ cô ta. Một màn ấy lại càng khiến cho Kiều yếu ớt như nước, khẽ gọi anh, nước mắt chảy xuống theo gương mặt, uất ức lẩm bẩm. Anh Dũng, đừng đối xử với em như vậy, đừng đối xử với em như vậy được không anh? Tôi nói rồi, tôi với cô đã kết thúc, bây giờ thì mời cô ra khỏi nhà tôi, đừng có tùy hứng tùy tiện đến nhà của tôi, gây phiền phức cho tôi. Anh Dũng, anh đừng tuyệt tình với em như vậy được không? Em làm gì sai? Anh nói ra, em sẽ sửa mà, em hứa là em sẽ sửa, anh đừng đuổi em được không? Em thật sự không muốn rời xa anh. Tôi đã nói rồi, tôi với cô không còn gì nữa, cô rốt cuộc có hiểu không vậy? Còn bây giờ, cô ra khỏi nhà tôi, cô không thấy vợ tôi đang khó chịu à? Tôi không nghĩ là Dũng sẽ nói thẳng thừng và tuyệt tình như vậy, mặc kệ đối phương nghĩ cái gì, bởi vì tối hôm nọ, tôi vẫn thấy hai người bọn họ tình tứ với nhau lắm mà, thân thiết đến mức dựa vào nhau nữa. Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn không lên tiếng một câu nào cả. Ngược lại, Kiều vẫn tức tưởi, cầm lấy tay chồng của tôi khóc lóc. Anh Dũng, em biết là anh vẫn còn thương em biết là anh vẫn còn tình cảm với em, anh đừng đuổi em, để em được ở bên cạnh của anh đi, em không cần danh phận, em chỉ cần anh thôi. Ở bên cô, vậy tôi nói thẳng, tôi không đáp ứng được, cho nên cô không cần dùng mọi cách để đến đây làm khó tôi. Anh vẫn còn giận em đúng không? Giận em vì em đã bỏ anh đi đúng không? Em xin lỗi, là do em sai, em ngu dại, em không biết nhìn trước nhìn sau. Anh đừng tuyệt tình với em như vậy mà anh. Mặc dù chồng tôi đã nói ý tứ và tỏ thái độ, nhưng Kiều vẫn mặt dày khóc lóc ỉ ôi, kéo tay, coi như tôi không hề tồn tại. Dường như với cô ta mới thật sự là chủ nhân của căn nhà này, chứ không phải là tôi. Suy nghĩ ấy khiến cho tôi không khỏi bực tức, tôi ngứa mắt, vội bước lên kéo Dũng tách ra khỏi Kiều, đáy mắt lạnh hẳn đi. Cổ Kiều, mời cô ra khỏi nhà của chúng tôi. Cô đuổi tôi? Cô là cái gì mà cô đuổi tôi? Tôi mới là người anh ấy yêu. Muốn yêu nhau thì ra ngoài đường, còn tôi nhắc lại, đây là nhà của tôi không muốn người lạ như cô xuất hiện ở đây. Tôi không đi đâu cả, tôi muốn ở đây, tôi muốn anh Dũng tha thứ cho tôi, ôm tôi, hôn tôi. Kiều vẫn ngang bướng không chịu hợp tác. Tôi nhìn cô ta, không nói không rằng kéo cô ta ném ra khỏi, sau đó đóng rầm cửa lại. Bên ngoài, cô ta vẫn không ngừng đập cửa, ỉ ôi khóc lóc. Thế nhưng tôi kệ đi, đi thẳng vào trong phòng của mình. Dũng cũng bước theo tôi. Tôi không rõ là anh muốn giải thích hay là anh như nào, chỉ thấy anh nói. Tôi không có nói gì cho cô ta biết địa chỉ. Tôi không muốn nghe anh phân trần. Cô ta là người của anh nên tự mình giải quyết cho ổn. Đừng để cô ta đến quấy rầy tôi. Tôi không muốn, ngày nào tôi cũng phải căng não lên vì anh, vì nhân tình của anh. Từ lần sau sẽ không như thế nữa, tôi đảm bảo. Tùy anh, ngày mai tôi cũng sẽ gọi người thay ghế sofa. Em yên tâm, sẽ không có mùi của cô ta ở đây. Anh muốn làm sao thì làm. Nói xong, tôi cũng không nhìn Dũng nữa, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn trong group của phòng cùng với tin nhắn của Châu. Đột nhiên trong lòng lại hiện lên cái hình ảnh cô ấy hôm đó bị tên chủ quán bar đưa đi. Tôi nhíu mày, ngẩng lên hỏi Dũng, bạn của anh, cái người là chủ quán bar kia tính cách như nào, mối quan hệ và đời tư ra sao?
Em hỏi làm gì? Thì anh cứ trả lời tôi đi. Cậu ta bình thường, tính cách chơi đẹp, còn về đời tư hình như đang đợi người yêu ở Pháp về. Người yêu? Anh ta có người yêu à? Vẫn còn yêu nhau? Ừ, có người yêu, yêu nhau lâu rồi, nhưng là yêu xa vì cô ấy đi du học. Tôi biết rồi, tôi nghe Dũng nói vậy, trong lòng không khỏi tức tối, thật sự chỉ muốn hỏi rõ Châu, cái thai kia có phải của anh ta không? Chỉ là nghĩ đến chuyện anh ta có người yêu, lại còn chuẩn bị về cưới, tôi thấy buồn và thương Châu hơn. Vô tình để có bầu, bây giờ mà phanh phui, cô ấy sẽ như tôi ngày trước, bị người đời phỉ nhổ là người thứ ba. Cảm giác ấy, nó tệ lắm, thật sự vô cùng tệ. Nghĩ đến điều ấy, tôi liền thở dài, xóa đi dòng tin nhắn vừa soạn, sau đó nhấn tấm ảnh vừa gửi sang cho Châu. Rất nhanh, cô ấy nhắn lại, hỏi tôi bằng sự ngạc nhiên. Ai đây? Bạn mới của cậu à? Người yêu cũ của chồng. Người yêu cũ? Mẹ kiếp, chồng cậu cũng đào hoa thật đấy. Hết con thư ký, giờ lại người yêu cũ, sau này không biết còn con nào nữa không? Ừ, mà kia là nhà của cậu mà, nó đến tận nhà của cậu à? Ừ, đến tìm tôi, bảo tôi trả lại người yêu cho cô ta, là tôi cướp của cô ta. Mẹ kiếp, người yêu cũ từ bao giờ đến tìm vợ chính thức để đòi người, con này nó điên à? Thế cậu có cho nó phát tát không? Cho nó cái tát để nó tỉnh, xem nó đang ở nhà của ai mà ăn nói vớ vẩn. Mình gọi anh ta về dọn rác, nhưng mà anh ta nghe chừng không dọn được. Sao thế? Lưu luyến không quên à? Hay là không nỡ làm người yêu cũ đau lòng? Người ta không chịu đi. Tôi bật cười, Châu thấy thế càng chửi thêm. Con này mặt dày nhỉ, thế giờ nó đi chưa? Nếu chưa thì bảo mình đến xử lý cho. Mấy cái loại này không mạnh tay với nó đi thì không được ấy, vì nó nâng cấp lên cái tầm cao mới rồi. Đuổi được rồi. Cậu đuổi? Ừ, mình ném cô ta ra ngoài rồi. Đấy, phải thế mới đúng chứ. Riêng mấy cái loại này phải cứng lên, phải cho nó biết mình là ai, mình là vợ chính thức cơ mà. Sợ gì mấy loại tôm tép chúng nó. Mà kể cũng lạ, chồng cậu cho nó địa chỉ nhà với thẻ dân cư à, mà nó có thể đến nhà cậu dễ dàng thế. Anh ta không cho. Thế cậu có tin không? Tin lời anh ta nói không? Tôi nghe chồng nói vậy, đột nhiên nụ cười trên khóe môi cứng lại, suy nghĩ rơi vào trầm tư. Tin hay không tin tôi không biết, chỉ biết rằng anh đã cho tôi quá nhiều mất mát, nên với anh tôi không chắc chắn bất cứ điều gì. Anh nói anh với cô ta không có gì, nhưng tôi đã tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ đi với nhau, ôm ấp nhau. Nghĩ đến điều không vui ấy, tôi cười nhạt, nhắn cho Châu một chữ không. Mà cô ấy trước giờ đối với Dũng cũng không có cảm tình gì, nên cũng gật đầu chắc nịch. Đúng, loại người như anh ta, cậu thật sự không được tin, cũng không được để bản thân lún sâu vào cái tình cảm chết tiệt kia. Cậu nhớ chưa? Ừ, mình biết rồi. Thế mấy nay ngén ngẩm gì không? Ăn được chứ? Ăn được, mình không sao, không cần quá lo đâu nhé. Để ngày mai mình mua cho cậu mấy loại thuốc bổ nữa. Mua làm gì lắm, giờ mới trong bụng đã chiều, sau này ra ngoài thì không biết còn chiều đến đâu. Ừ, nói chuyện với chồng một lúc, tôi nhìn đồng hồ, thấy đã qua hơn một tiếng, nên lần nữa trở ra ngoài. Tôi vốn định quay vào thư phòng làm nốt bản thiết kế, nhưng lần này chuông cửa lần nữa reo lên dồn dập, reo đến đinh tai nhức óc. Không kiềm chế được sự tức giận của mình, tôi quay người mở cửa, nhìn Kiều siêu vẹo đứng ngoài, hít một hơi thật sâu, hạ thấp giọng. Cô vẫn chưa đi, cô có tin tôi gọi bảo vệ lên đây đuổi cô xuống không? Tôi muốn gặp anh Dũng, cho tôi gặp anh ấy. Để tôi giải thích cho anh ấy hiểu chuyện của năm ấy, tôi muốn gặp anh ấy. Tôi nói rồi, muốn gặp thì ra đường mà gặp, đừng có đến đây quấy rối tôi, đây là nhà của tôi. Cô hiểu tiếng người không hả, hay cô điếc? Cô có muốn tôi bổ não cô ra rồi nhét vào không? Cô nói láo, đây là nhà anh Dũng mua cho tôi, anh ấy yêu tôi nên mới vì tôi mà làm rất nhiều điều, anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi. Dù tôi có nói thế nào, Kiều vẫn không chịu đi. Tôi nhìn cô ta, định bụng gọi bảo vệ, thì lúc này tôi lại nghe thấy chồng tôi ở phía sau lên tiếng. Đúng, số nhà 4320, phiền anh lên nhanh giúp chúng tôi. Tôi biết Dũng gọi bảo vệ nên cũng không có ý kiến gì nữa. Nhưng mà Kiều, cô ta càng thấy anh tỏ thái độ như vậy thì càng nước mắt ngắn dài,
muốn chạy lao vào nhà của tôi, nhưng không được. Cuối cùng, cô ta nổi điên túm lấy tôi, đấm mạnh vào người tôi. Là mày, là mày cướp anh ấy của tao, trả cho tao. Cô điên à, đừng tưởng tôi không dám đánh cô. Nếu không phải vì mày, thì anh ấy đã quay lại với tao rồi. Là mày xúi anh ấy bỏ tao, là mày. Mẹ kiếp, cô có thôi đi không? Tôi bị cô ta bấm đến đầu nhói, cuối cùng không chịu nổi. Bản thân liền hất mạnh cô ta ra khỏi mình, khiến cô ta đứng không vững, ngã phịch xuống dưới đất. Cú ngã này khá đau, tôi còn tưởng chồng tôi sẽ chạy đến đỡ cô ta cơ. Ai ngờ, anh vẫn đứng im đó, lông mày nhíu lại. Đúng lúc này, bảo vệ lên tới nơi, tôi không chần chừ mà nói với họ. Phiền các anh, đưa người này xuống giúp tôi, cô ta điên rồi, tốt nhất là ném vào trại tâm thần. Nói xong tôi mặc kệ tất cả, lần nữa quay người đi vào trong nhà. Tuy vậy bản thân vẫn loáng thoáng, thấy chồng tôi nói, cô về đi, từ ngày mai đừng bao giờ đến nhà tôi, gây khó dễ cho vợ tôi và cho cả tôi nữa. Em xin lỗi mà anh Dũng. Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ không nhân nhượng với cô đâu. Tôi nể tình không phải vì tôi còn yêu cô, mà tôi nghĩ chúng ta đã từng quen biết, nên giúp cô một chút. Nhưng cô lại cố tình bóp méo đi sự thật, tự mình ảo tưởng. Em, tôi chỉ nghe thấy như thế, rồi sau đó là tiếng khóc của cô ta xa dần, rồi đến tiếng đóng cửa cùng với bước chân của chồng tôi. Tôi không quay đầu nhìn anh, ngược lại, anh hướng đến tôi nói, hôm nay tôi ăn cơm ở nhà, em nấu cả phần tôi đi. Anh không đuổi theo cô ta à? Định bỏ mặc cô ta như vậy thật à? Em muốn tôi đuổi theo? Tôi chỉ nhắc nhở anh thôi, người yêu cũ của anh mà, dù gì cô ta đến đây cũng là vì anh. Tôi sẽ giải quyết chuyện đó, còn em lo làm một người vợ tốt đi, cũng hạn chế gặp lại cậu ta. Tôi nhắc em như vậy, tự em hiểu được. Nghe anh nói vậy, tôi muốn cãi lại nhưng cuối cùng vẫn lựa cách nhịn xuống. Không phải là vì tôi sợ, mà là tôi không muốn cùng với anh tranh luận cãi nhau, rồi đến lúc lại dành cho nhau những lời lẽ không hay. Sỉ nhục, miệt thị, chửi bới, chúng tôi đều đã từng trải qua hết rồi. Bây giờ nghĩ lại, nhiều lúc tôi cảm trái tim đau đến bóp nghẹt, vì thật sự nó không khác gì một nhát dao cả. Thế là cả ngày hôm ấy, chồng tôi không đi làm nữa mà ở nhà. Chúng tôi mỗi người một phòng, ai làm công việc của người đó, đến tận tối mịt mới buông bút, nhìn ra bên ngoài trời. Lúc này thành phố đã lên đèn, tôi định gọi thức ăn ở bên ngoài về, thì đột nhiên mẹ chồng tôi lại xuất hiện. Bà tự ý đi vào nhà, theo sau là Hoài, đang cầm một chiếc giỏ tre, bên trong đựng mấy thứ đồ ăn, chắc là bà làm cho Dũng. Bà nhìn thấy tôi, rồi lại nhìn vào trong bếp, thấy lạnh tanh lạnh ngắt, mặt lập tức liền không vui. Cô vẫn chưa nấu cơm, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn hơi bận làm, cho nên quên mất. Thế cô định cho con trai tôi ăn cái gì, để nó nhịn đói à? Bọn con đang định đi ăn thì mẹ lại đến rồi. Người ta về làm vợ, để chăm lo cho nhà chồng cho chồng. Chị đây, nhà chồng đã không phải lo bất cứ cái gì rồi, có mỗi chồng thôi, mà chị cũng để chồng chị đến bữa, không có cơm ăn. Chị bận cái gì? Chị tưởng mỗi mình chị biết đi làm à? Người khác thì không biết đi. Mẹ chồng tôi đã tức lên thì bà nói rất dai, nên tôi đành chấp nhận nhịn xuống kết thúc cuộc nói chuyện. Anh Dũng đang ở trong thư phòng, mẹ vào với anh ấy đi. Con bây giờ có chút việc, con xin phép mẹ. Việc gì? Chị lại muốn đi ra ngoài làm loạn với cái thằng người yêu cũ của chị chứ gì? Tôi lạ gì cái loại người như chị? Loại người như con thì làm sao hả mẹ? Loại người như con, nhưng con trai mẹ vẫn lấy con, chứng tỏ một điều, con với anh ta cùng một loại ấy hả? Chị dám cãi tôi? Chị bây giờ giỏi rồi, mọc thêm cánh rồi, muốn có toàn tính cướp hết của con trai tôi, xong cào chạy xả bầy với tình nhân chứ gì? Chị! Mẹ tôi nói đến đây cũng là lúc chồng tôi đi ra, nhìn thấy bà anh khựng người lại lạnh nhạt hỏi, mẹ đến đây làm gì? Đến sao không báo trước còn một tiếng? Mẹ chồng tôi nguýt tôi một cái, lắc đầu ngọt nhạt với con trai. Hôm nay mẹ với em Hoài nấu cháo bảo ngư với tôm cho con, định bảo con sang nhà, nhưng em nó bảo con bận nên mẹ cầm sang đây cho con luôn. Nào, vào ngồi ăn đi, cháo hôm nay ngon lắm đấy. Mẹ cứ để đấy, lát nữa con với vợ con ăn. Không được, cái này là em con nấu cho con ăn, ăn ngay đi cho nóng.
Tôi nghe mẹ chồng nói, trong lòng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, mắt vô thức nâng lên nhìn Hoài. Mà con bé khi chạm phải ánh mắt của tôi, vẻ hả hê nháy mắt biến mất, cúi xuống nhìn mẹ chồng tôi, khẽ bất mãn. Kìa gì, cháo con nấu là nấu cho cả anh cả chị, chứ có phải một mình anh Dũng đâu. Dì nói vậy, người ngoài nghe thấy lại hiểu lầm con đấy. Ừ, thế hai đứa ngồi ăn luôn đi, chưa ăn cơm đúng không? Tôi không biết mẹ chồng tôi với Hoài đang thông đồng âm mưu với nhau cái gì, nhưng tôi biết chắc chắn nó không phải là sự tốt đẹp rồi. Mẹ chồng tôi thì ghét tôi ra mặt, con bé thì kín đáo hơn, từng chút cẩn thận, không để lộ ra sơ hở nào, khiến cho tôi muốn khẳng định nghĩ nghi ngờ cũng thật sự rất khó. Không biết nói gì, tôi chỉ có thể quay sang nhìn Dũng, nào ngờ thấy anh lạnh nhạt đáp lời mẹ chồng tôi. Con với Nguyệt đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, bây giờ bọn con đi ăn luôn, mẹ với Hoài cứ về đi. Muốn ăn thì để hôm khác ăn, hôm nay em con nó cất công làm cho con mấy món này, con đừng có kiểu không để vào mắt. Mẹ cũng biết con không thích ăn cháo còn gì, mẹ còn mang sang. Ăn đi, ăn một bát cũng được, ăn cho em Hoài nó vui. Nói xong, mẹ chồng tôi kéo chồng tôi về phía bàn ăn, Hoài thì nhanh nhỏ đi lấy bát đũa. Còn tôi cảm giác hình như đây chẳng phải là nơi dành cho mình vậy. Cảm giác Hoài mới chính là người vợ mà mẹ chồng tôi muốn tìm cho con trai của bà. Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn đi lại phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chồng. Tôi muốn để họ biết rằng, dù tôi với chồng không hạnh phúc, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn là vợ hợp pháp. Cho nên, bọn họ đừng nghĩ muốn làm gì thì sẽ làm được. Nhận lấy bát cháo từ chồng, tôi mỉm cười nhìn Hoài. Cô Hoài vừa xinh vừa đảm, nấu ăn cũng ngon nữa, nhưng mà lần sau không cần phải cầu kỳ như này đâu. Cô đi làm về cũng mệt, lại còn lo cho anh chị, chúng tôi ngại lắm. Chị đừng khách sáo, em cũng chỉ rảnh mới nấu thôi, nên tiện thể em muốn nấu cho anh chị luôn. Tôi biết, nhưng mà anh Dũng không thích ăn cháo, mà tôi gần đây cũng không hay ăn, cô mang sang nhiều, mất công chúng tôi lại đổ đi phí lắm. Em, vâng, em biết rồi ạ. Hoài đỏ mặt khi nghe tôi nói vậy. Tôi chẳng biết con bé có tức giận hay không, nhưng tôi không muốn nó ở nhà tôi làm chủ nhân, nên tôi nhất định sẽ không nhân nhượng. Mặc dù trước nay tôi quý nó thật vì tính nó vui vẻ hòa đồng, nhưng nếu nó sẵn sàng đâm tôi thì tôi cũng không cần thiết phải gọi là nể tình. Tôi nhìn nó với mẹ chồng tôi nói tiếp. Anh Dũng là chồng của tôi, về vấn đề ăn uống của anh ấy, tôi là vợ, đương nhiên tôi sẽ có trách nhiệm lo, để mọi người phải lo thay, tôi cảm thấy áy náy. Em hiểu ý của chị mà, cảm ơn cô. Tôi gật đầu, mẹ chồng tôi có lẽ vì con trai đang ở đây, nên dù có tức cũng không dám chửi tôi thậm tệ nữa. Còn Dũng, đợi cho tôi ăn hết bát cháo, anh lại đẩy bát tổ yến trưng cho tôi nói, ăn nốt bát này đi. Mẹ chồng tôi nhìn vậy liền la lên, con không ăn hả? Yến này là yến mới, hàng cao cấp đấy con. Mẹ thấy con làm mệt nên bảo em Hoài trưng cho con ăn đi cho tầm bổ. Vợ con mấy nay cũng bận dự án, thức đêm suốt, với cả con cũng không thích ăn yến. Sao lại không thích? Trước chẳng phải vẫn ăn hay sao? Giờ thay đổi khẩu vị rồi. Dũng nhàn nhạt buông lời, từ đầu đến cuối, thái độ của anh hết sức xa cách. Mặc dù là mẹ, nhưng anh cũng không có kiểu nói thế nào thì nghe nó. Về phía tôi, đương nhiên là tôi cũng chẳng từ chối ý tốt của anh, ngược lại còn phối hợp thật ăn ý cái màn vợ chồng quan tâm đằm thắm. Ăn hết cháo, tôi lại ăn yến, bảo ngư, đến khi trên bàn không còn gì cả mới đứng dậy, thu dọn bát đũa để rửa. Mẹ chồng tôi với chồng tôi thì ở ngoài nói chuyện, tôi với Hoài trong bếp, con bé lại trở về giống như ngày thường ngọt nhạt với tôi. Chị Nguyệt, chị giận em à? Không, em biết chị không vui. Vì em với dì Hân thân nhau, xong em cũng quan tâm anh Dũng nữa. Nhưng mà chị ơi, em thật sự coi anh Dũng giống như anh trai của em vậy, cho nên em mới nhiệt tình như thế. Tôi biết, tôi có nói gì đâu, cô khẩn trương quá. Em sợ chị hiểu lầm, lại ảnh hưởng đến tình cảm của chị em mình, nên em có gì sai chị cứ nói, em sẽ rút kinh nghiệm. Được rồi, thật sự tôi đối với Hoài lúc này cũng có nhiều điểm nghi vấn,
nên muốn vui cũng không thể vui nổi. Tuy nhiên, cũng không có cạch mặt hẳn, vì dù sao trên danh nghĩa nó vẫn là em chồng của tôi. Bây giờ tôi với nó mà cãi nhau thì kiểu gì mẹ chồng tôi cũng không để cho tôi yên được. Nhất định bà sẽ nói tôi bằng những lời rất là khó nghe, hoặc tệ hơn nữa là chửi. Thế rồi tôi quyết định rửa bát nhanh nhanh để còn đi vào phòng nằm, thì đột nhiên lúc này mẹ chồng tôi lại đòi uống trà giải nhiệt. Mà nhà tôi thì làm gì có trà giải nhiệt, nên tôi đành nói với bà: mẹ à, nhà con không có loại trà đó, hay là mẹ uống tạm nước cam nhé, con đi vắt cho mẹ. Không, bác sĩ dặn tôi rồi, sức khỏe tôi không được tốt nên không thể uống linh tinh, dưới siêu thị có bán loại đấy, cô xuống mua giúp tôi lên đây. Mẹ chồng đã nói thẳng như vậy, tôi đương nhiên không thể từ chối, nên đành đi xuống dưới mua cho bà. Lúc trở về, tôi không thấy bà với Hoài đâu cả, bản thân còn tưởng họ đã về rồi cơ, ai ngờ lại phát hiện hai người họ ở dưới bếp. Tôi chẳng biết bọn họ làm cái gì, nhưng tôi biết mình nghe rõ câu nói mà Hoài nói với mẹ chồng tôi. Dì, dì phải nghĩ cách để cho anh Dũng ly hôn đi. Tôi nghe Hoài nói vậy, cuối cùng cũng hiểu ra được mọi chuyện. Ngón tay vô thức siết chặt lấy chiếc túi, thật muốn lao lên chất vấn, bởi vì tôi không nghĩ con bé với mẹ chồng tôi lại có thể cùng với nhau âm mưu một việc tày trời như vậy. Hít một hơi thật sâu, tôi nghe thấy con bé nói tiếp với mẹ tôi: dì, nếu dì không mạnh tay thì sau này con sợ không thể làm anh Dũng thay đổi được đâu. Đừng lo, thằng Dũng nó thủ bố cái Nguyệt lắm. Dì không biết vì sao nó nhất quyết lấy con này, nhưng yêu nhau thì không đâu, nó không yêu con này đâu. Ở bên nhau lâu kiểu gì cũng nảy sinh tình cảm, với cả dì định để con đợi đến bao giờ nữa, con đợi như thế là đủ lắm rồi, con không muốn đợi thêm đâu. Thì cũng phải từ từ chứ, bây giờ con thấy đấy, đến dì nói nó cũng không nghe, dì biết làm cách nào, mình phải tìm cách chứ, cứ từ từ không phải vội, rồi sớm muộn con cũng được bên đó thôi, trong mắt dì con chính là đứa thích hợp nhất với thằng Dũng. Lúc nào dì cũng nói con hợp với anh Dũng, nhưng mà dì có giúp hay thay đổi được cái gì đâu. Anh ấy vẫn ở đây với chị ta, vẫn ngủ chung giường, vẫn bảo vệ quan tâm. Còn con, dù có cố đến mấy, anh ấy vẫn không nhìn một cái, cứ như kiểu con là bệnh truyền nhiễm đáng sợ ấy. Lần này nhất định dì sẽ khiến chúng nó ly hôn, con yên tâm đi nhé. Tốt nhất là trong năm nay, con không muốn đợi lâu nữa đâu, dì phải giúp con dì nhé. Được rồi, dì hứa mà. Thôi, đi ra ngoài đi, kẻo cái Nguyệt nó về, rồi nó lại nghe thấy đấy. Mẹ chồng tôi cuống quýt động viên Hoài, quay người đi ra ngoài, nhìn thấy tôi, bà giật mình, có chút hoảng hỏi. Người gì mà như cứ ma đấy, đứng nghe lén người khác nói chuyện, cô không thấy mình bất lịch sự à? Còn có nghe lén gì đâu, cô còn cãi. Mẹ xài con đi mua trà thanh nhiệt cho mẹ. Con đi mua, bây giờ mới về, mẹ lại nói con đứng nghe lén, cái này cũng hơi quá rồi. Thế có thật là cô không nghe thấy gì đúng không? Thấy gì? Mẹ với Hoài nói chuyện gì quan trọng liên quan đến con à, mà sợ con nghe thấy? Tôi nói chuyện của tôi, nói cô làm cái gì? Có trà rồi thì đi đun nước pha đi, pha cho tôi với thằng Dũng nữa, nó cũng thích uống cái loại trà này đấy. Vâng, mẹ đợi con một chút. Đáp lại mẹ chồng, tôi xoay người đi vào bếp. Hoài chạy theo tôi, dù tôi chẳng muốn nó giúp tôi cái gì, nhưng nó vẫn nhất quyết không đi ra ngoài, mà đứng cạnh nhìn tôi bận rộn, rồi nói như an ủi. Chị Nguyệt, dì Hân miệng nói như vậy thôi, chứ dì cũng không có ác ý gì với chị đâu. Chẳng qua là hai người chưa tìm được tiếng nói chung, nên có chút bất đồng quan điểm. Tôi cũng nghĩ như vậy, cô Hoài thân với mẹ chồng tôi như thế, có thể chỉ cho tôi biết về sở thích của bà là gì không? Ví dụ như bà muốn đi đâu, thích ăn cái gì, thích làm cái gì chẳng hạn. Em cũng không biết nhiều lắm, nhưng em sẽ tìm hiểu để bảo cho chị ạ. Được như vậy thì tốt quá. Tôi với mẹ chồng vốn không hợp nhau từ lâu, nhưng nói thật với cô, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ kết thúc hôn nhân với chồng tôi. Ngược lại tôi nghĩ mình là vận làm con, mình cố gắng thay đổi theo hướng tích cực, cùng mẹ anh Dũng tìm lấy điểm chung thì nhất định sẽ có một ngày, biết đâu chúng tôi có thể vui vẻ cùng ngồi với nhau bàn về một bộ phim, bàn về một món ăn. Cô thấy đúng không? Dạ, đúng ạ. Mặc dù bên cạnh anh Dũng có nhiều người thích, thậm chí
còn không ngại dùng thủ đoạn với tôi. Nhưng nói thật với cô, tôi đây đâu có ngại họ. Họ cứ tưởng mình cầm đằng chuôi, nhưng không, thật ra họ đang nằm ở lưỡi. Chẳng qua là tôi thích hay không thôi. Nếu tôi thích thì kiểu gì người cần đi cũng sẽ phải đi. Nói đến đây, tôi liếc mắt sang nhìn Hoài, thấy con bé vẻ mặt tái hẳn đi, trong bụng hả hê lắm. Nhưng diễn mà, nó muốn diễn, tôi đây cũng muốn diễn với nó đến cùng. Cô sao thế? Bị ốm à? Hay bị làm sao mà mặt tái thế? Em không sao đâu, em không sao. Không được, nhìn cô như này không ổn rồi. Để tôi bảo anh Dũng với mẹ chồng tôi đưa cô đi bệnh viện, chứ mình không phải là bác sĩ, mình không đoán được là bệnh gì đâu. Nói xong, tôi cũng cất giọng gọi mẹ chồng. Mẹ tôi nghe thấy Hoài bị ốm thì hớt hải, đi vào túm lấy nó quay một vòng, hỏi dồn dập lo lắng. Sao vậy con? Bị ốm ở đâu? Bị đau ở đâu? Nói cho dì xem nào. Con không sao đâu, con chỉ thấy hơi mệt tí thôi. Hoài lắc đầu, nhưng tôi thì đang muốn đuổi bọn họ ra khỏi nhà của mình, nên chen vào luôn. Con thấy em nó hình như cảm lạnh rồi, mẹ đưa em nó đi viện xem sao, cứ cẩn thận là tốt nhất mẹ ạ. Biết vậy, cô còn đứng đây làm gì? Sao không gọi thằng Dũng ra đây? Vâng, để con gọi chồng con. Tôi nhấn mạnh hai từ chồng con, rồi ung dung đi về phía thư phòng. Lúc này, chồng tôi đang bận họp với đối tác. Nhìn thấy tôi, anh ngẩng đầu lên hỏi, có chuyện gì sao? À, cái Hoài nó bị ốm, mẹ anh bảo tôi gọi anh để anh đưa nó đi bệnh viện. Ốm? Chẳng phải vừa rồi, nó vẫn bình thường hay sao? Ai mà biết, đôi khi người ta cứ thích ốm như vậy đấy, để được quan tâm. Nếu vậy em gọi xe đến đi, tôi đang bận. Không được, mẹ anh bảo tôi phải bảo anh, nếu anh muốn từ chối, anh cũng phải tự nói với mẹ của anh đi. Tôi nói, để mẹ anh có cớ mắng mỏ tôi à? Em bình thường mạnh mồm lắm mà, cãi nhau với tôi, có bao giờ chịu nhường nhịn? Tôi đang là một người con dâu tốt, anh không thấy tôi đang cố gắng từng ngày đấy à? Ừ, có lẽ Dũng cũng hiểu được phần nào câu chuyện khó nói ở đây, cho nên anh không chất vấn tôi nữa, đành kết thúc cuộc họp, xong đứng dậy đi ra ngoài. Vừa thấy chồng tôi, mẹ chồng tôi liền sốt sắng hớt hải nói, xuống lấy xe, đưa em nó đi viện đi con, mẹ thấy em hình như bị cảm rồi. Thế nhưng trái ngược với mẹ chồng tôi vẫn bình thản nhàn nhạt nói, con gọi xe rồi, mẹ đưa Hoài đến bệnh viện khám xem. Thế con không đi, em nó ốm mà con không mảy may gì à? Hoài cũng lớn rồi, 26 rồi, không phải là trẻ con, có những chuyện bản thân em ấy tự biết giải quyết. Mẹ không thể cứ bao bọc em ấy như một đứa trẻ được. Dũng, con nói thế mà nghe được à? Con bé thiếu thốn tình cảm từ bé, khó khăn lắm nó mới mở lòng với mẹ. Con lại nói ra câu đấy. Con quên là ngày trước, con đối với con bé luôn cưng chiều sao hả? Hay bây giờ có vợ là không muốn coi ai ra cái gì? Xe đến rồi đấy, mẹ đưa Hoài đi đi, xong có gì gọi cho con. Con... Mẹ chồng tôi tuy cay nghiệt, nhưng cũng sợ chồng tôi, nên khi anh nói như vậy, chỉ có thể ôm cục tức vào lòng, dắt Hoài đi ra khỏi. Người đi rồi, căn phòng trở lại yên lặng ngày thường. Tôi nâng mắt lên nhìn chồng tôi, không nhịn được mà nói. Từ ngày mai, tôi không muốn tình cũ của anh xuất hiện ở nhà này, giống như hôm nay. Thêm nữa, tôi cũng không thích mẹ anh với em anh tự ý coi đây là nhà của họ. Đi ra đi vào, đã vậy, còn có mật khẩu, anh liệu mà suy xét, xử lý cho ổn thỏa. Em cũng biết tức giận à? Tôi tưởng em không thèm quan tâm những thứ râu ria như này. Anh cố tình không hiểu, anh không thấy. Những người xuất hiện bên cạnh anh, ai cũng đều mang rắc rối đến cho tôi. Mẹ anh, thư ký của anh, người yêu cũ của anh, rồi sắp tới không biết là còn có ai nữa. Không có ai. Dũng để lại cho tôi một câu nói chắc nịch như vậy, sau đó tiếp tục quay về thư phòng, xử lý nốt công việc của mình. Đêm hôm ấy, chẳng hiểu lý do gì, tôi với anh không có gây gổ với nhau, thậm chí còn ngủ cùng giường. Có điều, nếu cứ bình yên mãi thì chẳng phải là cuộc đời của tôi rồi, bởi vì chỉ một lúc sau đó, điện thoại của chồng tôi đổ chuông. Bên kia điện thoại im lặng, một lúc lâu cũng không nói gì. Tôi thấy chồng tôi nhíu mày lạnh lùng nói. Nói đi. Lần này bên kia điện thoại vẫn không có người lên tiếng, nhưng không im lặng như vừa rồi, mà truyền đến tiếng khóc nức nở, là tiếng khóc của một người phụ nữ. Tôi biết là Kiều, chồng tôi cũng biết là cô ta, nên anh không nói gì nữa, đưa tay muốn cúp điện thoại. Có điều chưa kịp ngắt, bên kia đã hốt hoảng. Anh đừng tắt máy, anh đừng tắt máy.
cô còn có chuyện gì nữa sao? Tôi nhớ tôi đã nói hết với cô rồi. Vẻ mặt của Dũng không một chút thay đổi, hỏi, giọng nói không hề có độ ấm và tình cảm gì. Cô ta thì thề lương nói, anh Dũng, anh đến gặp em được không? Em muốn gặp anh, không cần thiết. Em đang ở quán bar, em uống say rồi, anh có thể đến đưa em về được không? Tôi thấy cô vẫn gọi cho tôi được, thì gọi xe cũng không thành vấn đề gì, cô tự gọi đi. Nhưng anh cũng biết, bây giờ đêm rồi, gọi taxi sẽ rất nguy hiểm. Em giờ không còn quen biết ai, chỉ duy nhất mỗi anh thôi. Anh đừng bỏ mặc em có được không anh? Tự có chân đi thì tự tìm đường về, tôi không phải là tài xế của cô.